Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức, quý sư cô hiện có mặt trong room. Thầy xin kính chào tất cả quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát hiện có mặt trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Để tiếp tục trong cái phần trình giảng về đạo lý của Phật pháp, thì hôm nay thầy tạm dừng trình bày Kinh Đại Thừa mà thầy đưa vào ở trong cái đạo tràng của Quán Thế Âm Thiền Viện là những công án của các chư tổ sư ngày xưa. Cái quyển sách này nó được lấy tên là Bích Nham Lục. Trong cái cuốn sách Bích Nham Lục này nó chứa đựng là 100 cái công án. 100 công án này được sưu tập bởi Trước Đậu Trùng Hiển. Trước Đậu Trùng Hiển Thiền Sư là người họ Lý ở phủ Tuệ Ninh, Minh Châu. Ngài xuất gia với Nhân Tuyển Thượng Nhân ở chùa Phổ An. Sau khi mà thiền sư thọ giới cụ túc thì thiền sư miệt mài nghiên cứu và trong thời gian rất là lâu xa suy niệm về những cái giáo lý sâu xa trong kinh điển. Do đó chẳng bao lâu thì Trùng Hiển thiền sư nổi tiếng khắp nơi và người bấy giờ cho thiền sư là một bậc pháp khí. Pháp khí đây có nghĩa là cái người có đủ khả năng để truyền đạo pháp. Sau đó một thời gian thì thiền sư Trùng Hiển ngài Nam Du. Đầu tiên thiền sư đến gặp thiền sư Trí Môn. Ở đây thì thiền sư Trùng Hiển đặt câu hỏi: khi không khởi lên bất cứ một niệm nào thì làm sao có lầm lỗi? Bây giờ thì thiền sư Trí Môn bảo thiền sư Trùng Hiển bước lại gần. Khi sư Trùng Hiển bước lại gần thì sư Trí Môn đã dùng phất trần đánh ngay vào miệng. Bấy giờ thì sư định mở miệng trả lời thì ngài Trí Môn lại tiếp tục đánh nữa. Đến đây thì sư tự nhiên sư có sự giác ngộ. Sau khi sư đại ngộ rồi thì thiền sư Trùng Hiển lên trụ trì ở Thí Phong. Sau đó thì được dời về ở núi Tuyết Đậu. Do đó mới có tên là Tuyết Đậu Trùng Hiển Thiền Sư. Một hôm thiền sư đi chơi núi ngắm cảnh chung quanh rồi quay lại nói với thị giả như vậy: không biết khi nào ta mới trở lại nơi này nữa. Bây giờ thì thị giả rất buồn, xin ngài làm một bài kệ. Thì ngài mới nói rằng: bình sinh ta vốn sợ là mình biết quá nhiều rồi, cho vì vậy mà hôm sau thiền sư đem tất cả những pháp cụ tư cụ của mình ra phân phát cho các thiền sư và đồ chúng và nói rằng ngày mùng 7 tháng 7 sẽ gặp lại. Đến ngày mùng 7 tháng 7 thì thiền sư tắm rửa sạch sẽ, đắp y rồi quay về hướng Bắc, ngồi thiền mà viên tịch. Bấy giờ thì đồ chúng xây tháp đựng đựng di thể của sư ở phía tây của tự viện và sư được phong tặng là Minh Giác Thiền Sư. Khi đó thì 60 năm sau khi mà Trùng Hiển thiền sư mất đi thì cái cuốn Bích Nham Lục này được một cái vị thiền sư là Viên Ngộ Khắc Cần lại tiếp tục giảng giải và biên vào ở trong cái cuốn sách này để cho nó được đầy đủ. Ngài Viên Ngộ thiền sư còn có một cái hiệu Phật hiệu nữa là Phật Quả. Viên Ngộ thiền sư là người họ Lạc ở Bành Châu, vốn là thuộc về dòng Nho gia. Thời nhỏ thì thiền sư rất là thông minh vị thiền thường. Mỗi ngày có thể học thuộc lòng đến hàng ngàn lời. Cho đến một hôm, thiền sư đến chơi ở chùa Diệu Túc. Thì bấy giờ thiền sư nhìn thấy sách của Phật, hốt nhiên cảm thấy như tìm lại được một vật báu cũ. Bấy giờ thì thiền sư tự nghĩ rằng, chắc là kiếp trước ta là Sa Môn. Rồi từ đó, thiền sư bỏ nhà, cạo đầu xuất gia, đi học hỏi rất nhiều vị thầy thời bấy giờ. Cho đến một hôm khi thiền sư bệnh nặng gần chết mới tự nghĩ rằng con đường chánh lộ niết bàn của chư Phật không ở trong ngôn ngữ, mình cứ lo tìm cầu bên ngoài thì chết cũng vô ích mà thôi. Nghĩ như thế rồi bèn đến chùa gặp ngài Chân Giác Thắng thiền sư. Ngài Chân Giác này chích máu trên tay đưa cho sư thêm xem và nói: đây chính là một giọt máu Tào Khê.
À, quý đại chúng biết giọt máu Thầu Khê tất nhiên là cái huyết mạch thiền tông từ lục tổ Huệ Năng, bởi vì ngài dựng cái đạo tràng ở trên Thầu Khê cho nên gọi là giọt máu Thầu Khê. Bây giờ thì sư lúng túng không biết trả lời. Mãi lâu sau sư mới nói, à, té ra là như thế. Và sau đó thì Duyên Ngộ Thiền Sư đến gặp Ngũ Tổ là Pháp Diễn Thiền Sư. Bây giờ thì sư vận dụng đủ mọi tâm cơ vẫn không được Ngũ Tổ chấp nhận và truyền pháp. Do đó sư phát giận mà bỏ đi. Ngũ Tổ thấy sư đi, ngài nói: "Để khi nào ông bị một một cơn bệnh nặng rồi ông mới nghĩ đến tôi." Ngài Duyên Ngộ Thiền Sư đến Kim Sơn thì bị đau đau bệnh thương hàn kịch liệt. Suốt ngày nỗ lực tu hành mà chẳng làm gì được. Bấy giờ mới nghĩ nhớ đến lời của Ngũ Tổ Pháp Diễn, bèn phát thệ rằng khi lành bệnh sẽ trở về với đạo tràng của ngài Ngũ Tổ. Khi mà ngài hết bệnh thì trở về cái đạo tràng ngài Ngũ Tổ, Ngũ Tổ trông thấy rất vui mừng, bèn cho vào tham kiến và cho ngài làm thị giả. Ngũ Tổ Pháp Diễn thường đi khắp hết các thiền lâm và nói rằng: "Thị giả của tôi là thiền sư Duyên Ngộ đã tham thiền chứng đắc. Cho nên khi mà sư đến đâu cũng được tất cả các chư thiền tăng thời bấy giờ tôn làm thượng thủ." Năm Thiệu Hưng thứ 8, 1135. Bây giờ thì Duyên Ngộ Thiền Sư cảm thấy trong người hơi mệt. Do đó, ngài ngồi kiết già, cầm bút, biên lại bốn câu kệ để lại cho đồ chúng. Khi mà ngài viết xong bài kệ thì ném bút mà viên tịch. Lúc bấy giờ thì nhục thân của ngài được thiêu, lưỡi và răng vẫn còn nguyên. Nhục thân của ngài thì biến thành xá lợi ngũ sắc. Sư được phong tặng là chân giác thiền sư. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng cái bộ Bích Nhâm Lục này đầu tiên là do ngài Tuyết Đậu Tùng Huyễn ngài biên về những công án của các chư tổ sư, và khi ngài mất thì cái công việc đó nó bị ngừng lại, phải đợi đến 60 năm sau thì mới xuất hiện một cái vị long tượng nữa, đó là Duyên Ngộ Thiền Sư. Và Duyên Ngộ Thiền Sư lại tiếp tục cái phần mà của Tùng Huyễn Thiền Sư đã bỏ dở để làm nên một cái tập công án, trong đó bao gồm 100 công án của những vị thiền sư, kể cả vị tổ sơ tổ đầu tiên ở Trung Hoa, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ thì thầy mời quý vị vào cái công án đầu tiên, lúc mà Bồ Đề Đạt Ma ngài từ ở Ấn Độ, ngài được tổ thứ 27 là Bát Nhã Ba La dạy bảo rằng ngài phải về phía Đông Độ Trung Hoa để mà độ những cái người có đạo tâm, có pháp khí. Do đó ngài Bồ Đề Đạt Ma đã xuống 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 thuyền và ngồi trên thuyền gần ba năm ngài mới đến Trung Hoa. Thì đầu tiên khi mà ngài đến Trung Hoa thì ngài được cái vị hoàng đế thời bấy giờ là Lương Vũ Đế. Vị hoàng đế Lương Vũ Đế là một cái vị có một cái đạo tâm rất là tha thiết. Ngài đã lập biết bao nhiêu cảnh chùa và độ rất là nhiều vị tăng sĩ. Và chính vua Lương Vũ Đế cũng đã có một thời gian tự đắp y và ngài lên trên bảo tòa, ngài giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho tất cả mọi người thời bấy giờ được nghe. Bởi vì Bồ Đề Đạt Ma nghĩ rằng vua Lương Vũ Đế là một người có phước như vậy, chắc là cái đạo quả nó cũng gần thành. Vì vậy cái người mà đầu tiên ngài Bồ Đề Đạt Ma tìm đến là vị vua Lương Vũ Đế. Bây giờ thì công án đầu tiên, thầy mời tất cả quý vị lắng nghe, và sau công án này thầy mời quý vị trình bày những cái sự hiểu biết của quý vị về công án này. Thầy xin nhắc lại, công án của người xưa thì thường thường là để tu, nhưng ngày hôm nay thầy muốn dùng công án này để thực hiện
cái trí huệ của quý đại chúng trong đạo tràng này, để coi sự thâm hiểu về Phật pháp của quý vị đi đến đến cái mức nào. Như vậy thì thầy mời quý vị lắng tâm để nghe thầy đọc một trong công án đầu tiên. Bây giờ khi mà Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì được Lương Vũ Đế tiếp đãi. Bây giờ thì Lương Vũ Đế mời Bồ Đề Đạt Ma lên cái pháp tòa. Ngài và tất cả bá quan thời bấy giờ đều quỳ xuống đảnh lễ. Và đồng thời sau đó thì Ngài đặt một câu hỏi với Ngài Bồ Đề Đạt Ma như thế này: Kính bạch đại sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Tại sao Ngài Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma đại sư câu này? Thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Là bởi vì Ngài vua Lương Vũ Đế sau những cái giờ mà rảnh thì vua Lương Vũ Đế thường cùng với Lữ Ước Pháp Sư, Phó Đại Sĩ là Pháp Thân của Ngài Di Lặc, nghĩa là thị hiện xuống, và cùng với Chiêu Minh Thái Tử thường bàn luận về cái sự thật cứu cánh của Phật Pháp. Và vua vua Lương Vũ Đế mặc dầu bàn luận nhưng mà đến cái chỗ mà tận cùng của sự thật cứu cánh thì vua cũng chưa có hiểu rằng. Do đó khi mà gặp một cái vị mà tổ sư từ Ấn Độ qua thì vua rất là vui mừng. Và cái câu hỏi đầu tiên Ngài đặt là cái câu hỏi nó đã từ ở trong tâm của vua Lương Vũ Đế, nó đã bị phân vân, nó bị sự nghi ngờ rất là lâu mà không có người trả lời cho cái câu hỏi này. Thầy xin lặp lại lần nữa, đây là câu hỏi của Ngài Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma: Kính bạch đại sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Thì Ngài Đạt Ma nói rằng: Trống trống không chẳng có gì là siêu phàm. À, cái này dịch qua tiếng Anh, dịch qua tiếng Trung Hoa có nghĩa là quách nhiên vô thánh. Trống không không có gì gọi là siêu phàm. Vũ Đế bây giờ vẫn chưa có thông hiểu được. Vua lại hỏi tiếp: Thế thì đối diện với trẫm là ai? A Di Đà Phật. Thì Đạt Ma trả lời: Không biết. Vua Vũ Đế không hiểu, Đạt Ma bèn sang sông qua nước Ngụy. Sau đó thì vua Lương Vũ Đế thuật lại câu chuyện trên cho Ngài Chí Công. Chí Công mới nói rằng: Thế bệ hạ không biết người ấy là ai, phải không? Vua Vũ Đế nói: Không biết. Chí Công bèn nói: Đó chính là Pháp Thân Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đến để truyền tâm ấn của Phật. Thì bây giờ vua Lương Vũ Đế lấy làm ân hận, Ngài bèn sai sứ giả đuổi theo để mời vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma trở lại. Nhưng mà Ngài Chí Công ngăn cản và nói rằng: Bệ hạ đừng có sai sứ đuổi theo. Dù cho là cả nước mà có đuổi theo đi nữa, người ấy cũng không trở lại. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã thấy câu án đầu tiên mà Đức Bồ Đề Đạt Ma đã gửi đến cho vua Lương Vũ Đế. Thầy xin nhắc lại, hầu hết là công án là cái chỗ mà kêu là bắt đường chim bay, bắt đường ngôn ngữ. À, cái chỗ công án là chỗ mà tu để đến nơi kêu là được minh tâm kiến tánh. Nhưng mà ngày hôm nay thầy muốn dùng công án này để thầy xem trí huệ của quý vị tu đến như thế nào. Do đó phải dùng cái ngôn ngữ. Chứ còn cái ngôn ngữ của thiền tông á, là kêu là ấn tâm dĩ tâm, chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Là gì là Phật? Đó là cứu cánh của thiền tông. Do đó khi mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài gặp Ấn Quang Đại Sư thì Ấn Quang hỏi rằng: Ngài truyền cái pháp gì? Thì Ngài Lục Tổ nói rằng: Ta chỉ truyền cái pháp giải thoát. À, có nghĩa là truyền cái pháp minh tâm kiến tánh, chứ không có đề cập đến cái vấn đề thiền và giải thoát. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng nói về cái minh tâm kiến tánh là cái nhĩ tâm ấn tâm, có nghĩa là truyền từ bản tâm, bất lập văn tự. Hôm nay thì thầy tạm mượn cái văn tự để thầy trình bày cái công án của tổ sư ngày xưa. Quý vị biên giùm thầy đi để cho tất cả mọi người thấy. Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma tổ sư: Thế nào là sự thật cứu cánh? Có nghĩa là thế nào là đệ nhất nghĩa nha. Sự thật cứu cánh tức như là đệ nhất nghĩa đó. Thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm?
À, quý vị biên giùm thầy câu đó đi, để cho quý vị mới thấy để mà trình bày được. Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma Tổ Sư, thế nào là sự thật cứu cánh siêu phàm? Đạt Ma Tổ Sư trả lời, trống không chẳng có gì là siêu phàm. Đúng rồi, chẳng có gì là siêu phàm. Đây là cái hai cái câu mà Lương Võ Đế đã đặt câu hỏi và Ngài Đạt Ma đã trả lời. Và cái câu kế tiếp nữa, lúc đã bấy giờ thì thay vì cái câu này nó đã nói hết về cái đệ nhất nghĩa rồi đó, nhưng mà Lương Vũ Đế vẫn còn mê ha. Bởi vì vẫn còn mê nên Lương Vũ Đế hỏi thêm một câu tiếp nữa, thế thì đối diện với trẫm là ai, đối diện với trẫm là ai? Lương Võ Đạt Ma Tổ Sư trả lời, không biết. A Di Đà Phật, đây đây là cái công án. Chỉ có một câu đầu, nếu mà cái người mà đã có thật sự có tu mà có cái trí huệ thì cái câu đầu có nghĩa là Ngài Lương Vũ Đế hỏi thế nào là đệ nhất nghĩa của Phật Pháp, thì cái câu mà Tổ sư trả lời là quách nhiên vô thánh, có nghĩa là không trống không chẳng có gì là siêu phàm. Nhưng mà đến hai câu này là coi như là hai câu nó đã đi đến cái chỗ mà cái trí siêu phàm rồi, nhưng mà Lương Vũ Đế không hiểu được, do đó mới hỏi thêm một câu nữa, vậy thì đối diện với trẫm bây giờ là ai? Thay vì Bồ Đề Đạt Ma trả lời đối diện với vua, tức là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà ở đây Ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời không biết. À, A Di Đà Phật. Thầy xin đúc kết lại là trong cái câu hỏi này nó rất là hay. Thầy xin đúc kết lại bằng cái câu của Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài làm một cái bài kệ mà để đắc pháp, để cho quý vị thấy rằng cái câu này và cái câu của Bồ Đề của Lục Tổ Huệ Năng nó là một cái câu mà nó hiệp lại với nhau thành một cái dần rất là hay. Cái câu kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng là như thế này: Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái câu này quý vị đã thấy rằng cái câu thơ của Lục Tổ Huệ Năng nó đã diễn tả tất cả những cái nghĩa trong cái câu hỏi này rồi. Rồi bây giờ thì thầy xin đến cái công án thứ nhì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị đặt biên giùm thầy nha. Biên giùm thầy công án thứ nhì. Đây là công án thứ nhì. Công án này là của vị thiền sư Triệu Châu. Như quý vị biết rằng thiền sư Triệu Châu là một cái người đã học thiền và cũng đã được cái sự giác ngộ, kêu là được cái sự mà minh tâm, và Ngài bỏ lên trên núi Ngài tu gần 30 năm, rách gần 10 cái bồ đoàn, thì Ngài mới thật sự là minh tâm kiến tánh, rơi rụng tất cả những cái tập khí của thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Bây giờ Triệu Châu dạy chúng, Ngài có nói một câu như thế này: đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, các ông còn kỳ giữ những gì? Thầy xin lặp lại, đây là cái câu này đó là của nó nằm ở trong cái bài Tính Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Sáng, nhưng mà ở đây Triệu Châu lặp lại cho đồ chúng nghe. Quý vị biên lên nhìn thầy nghe: đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Thầy mời quý vị biên lên đi để cho nó thấy cái chữ, rồi quý vị mới có thể trình bày nó hay hơn. Đạo lớn không khó, miễn đừng so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo, vừa có ngôn ngữ lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, như vậy các ông còn trì giữ những gì? Lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch, các ông còn trì giữ những gì? Đây là cái câu mà Ngài Triệu Châu Ngài đã dạy chúng. Và ở bấy giờ thì ở trong đạo tràng có một vị thiền sư, vị này mới đứng lên và thưa hỏi như vậy: không ở nơi minh bạch thì thầy trì giữ cái gì? A Di Đà Phật. Cái vị thiền sư này hỏi ngay Ngài Triệu Châu, nếu mà không ở nơi minh bạch thì Ngài trì giữ cái gì?
Thì ngài Thiệu Châu nói, tôi cũng chẳng biết nữa. Thì vị thiền sư nói rằng hòa thượng đã không biết, cớ sao còn nói là không ở nơi minh bạch. Ngài Thiệu Châu nói, hỏi về vấn đề là đủ rồi, mau lại rồi trở lui. Như là Phật, quý vị thấy cái câu công án của người xưa, cái công án của người xưa bây giờ đó là cái câu đó là đạo lớn không khó, miễn đừng so đo. Vừa có ngôn ngữ, lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch, lão tăng này chẳng ở nơi minh bạch. Các ông còn trì giữ những gì? Rồi, A Di Đà Phật, đây là một cái công án. Thầy mời quý vị nào hiểu được công án này. Đây là một cái công án mà thầy nghĩ rằng Diệu Châu đã lấy từ trong cái bài Tính Tâm Minh của Tổ Tăng Sáng để ngài làm nên một cái câu dạy chúng. Đạo lớn không khó, miễn đừng so đo. Vừa có ngôn ngữ, lập tức có lựa chọn so đo. Điều này hết sức minh bạch. Lão tăng này chẳng ở nơi nên minh bạch. Như vậy thì các ông còn trì giữ những gì? Câu rất là hay ha, câu rất là hay. Bởi vì công án của các vị tổ sư là những cái câu hay vô cùng. Như sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng ngài thường nói, bình thường tâm thị đạo. Mà bình thường là cái tâm mình là đạo rồi. Mà hễ quý vị khởi lên một cái vọng niệm, tất nhiên là nó nằm ở trong cái pháp bất nhị, tất nhiên là nó nằm ở trong cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này thì nó đâu phải là tự nhiên nó có vọng tưởng đâu, mà trong vọng tưởng này nó có những gì? Nó có thị phi nhân nhã trong đó. Thành ra trong kinh Kim Cang, lúc mà Đức Phật dạy tu Bồ Đề, ngài nói sao? Một vị mà được gọi là Bồ Tát, một cái vị gọi là được minh tâm kiến tánh, là cái vị đó phải bỏ được cái tam tâm và tứ tướng. Tam tâm là gì? Tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Tứ tướng là gì? Tướng mình, tướng người, tướng chúng sinh và tướng thọ già. Quý vị thấy không? Thành ra cái câu mà cái đạo không khó, đạo lớn không khó, nhưng mà vừa đạo lớn không có khó, miễn đừng so đo. Bởi vì mình khi mà mình khởi tâm, dầu mình khởi vào ở trong cái chỗ đó là cái chỗ mà quá thật sự là cái sự mà chánh niệm hoàn toàn, cũng là nằm ở trong vọng tưởng. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì có một cái câu thầy xin trình bày quý vị. Có một vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Như vậy thì quý vị phải để cho cái tâm của mình nó trở về, nó đoạn tất cả những cái ý tưởng của thức tâm, thì cái vật mà có trước trời đất ấy, thì nó mới hiện tiền được, phải không? Cái bổng lai diện mục của quý vị là một vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, là nguồn sanh vạn vật, còn mãi chẳng điêu tàn. Đó là bây giờ thầy trình bày để cho quý vị thấy rằng như vậy. Bởi vì tổ Bá Trượng ngài cũng đã nói một câu để cho quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình còn khởi lên cái tướng so đo, mình khởi lên một cái tư tưởng, tức như là nằm ở trong cái văn ngôn, mà văn ngôn thì nó nằm ở trong cái pháp đoạn diệt. Quý vị hãy nghe ngài Bá Trượng ngài nói như vậy. Tất cả những ngôn ngữ, những sơn hà đại địa, mỗi văn mỗi tự đều trở về chính của mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà quý vị tu, mà quý vị khởi lên một cái niệm, dầu cho quý vị khởi lên một cái niệm muốn thành Phật, nó cũng nằm ở trong cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này từ một cái niệm nhỏ nó sanh ra sơn hà đại địa đầy đủ hết. Như vậy thì phải bắt trước trước ngài Bá Trượng, thâu lại tất cả những sơn hà đại địa, thâu lại tất cả những văn chương, thâu lại tất cả những thị phi nhân ngã, thì quý vị sẽ lập tức minh tâm kiến tánh, thành Phật ngay lập tức. Rồi A Di Đà Phật, thầy chỉ trình bày để cho quý vị có một cái đường lối đi vào. Bây giờ thầy bắt đầu công án thứ ba. A Di Đà Phật, mời quý vị lắng nghe. Thầy xin trình bày công án thứ ba. Như quý vị biết rằng Mã Tổ là ngài thiền sư đạo nhất. Ngài nhờ thiền sư Hoài Nhượng khai mở mà ngài mới có sự giác ngộ. Và sau này chính ngài độ không biết bao nhiêu là những người thiền sư thời bấy giờ mà đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Ở trong đó có cả những cư sĩ như là ngài Bàn Long Quẩn. Bây giờ Mã Tổ thiền sư bấy giờ thì ngài sức khỏe của ngài không được khỏe. Bây giờ có một cái vị viện chủ mới hỏi rằng gần đây thì sức khỏe của hòa thượng như thế nào? Mã Tổ đại sư không được khỏe. Có một vị viện chủ hỏi gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào?
Thầy lặp lại để cho quý vị biên. Mã Tổ đại sư không được khỏe, viện chủ hỏi gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào. Đúng rồi đó. Mã Tổ đại sư trả lời: Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Con biên lên. Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Đó, đây là một cái câu công án. Thầy mời quý vị cùng tham gia. Tại sao mà cái vị viện chủ hỏi rằng gần đây sức khỏe của hòa thượng như thế nào? Thì nếu như mà một người bình thường mình sẽ trả lời sức khỏe như thế nào, mà ở đây thì ngài Mã đại sư ngài chỉ nói có 6 chữ thôi: Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật, A Di Đà Phật. Nhật diện Phật có nghĩa là ban ngày thì cũng thấy Phật mà ban đêm thì cũng thấy Phật. Người ta hỏi câu hỏi là hòa thượng sức khỏe như thế nào mà vị này lại trả lời là Nhật diện Phật, Nguyệt diện Phật. Đây là cái công án thứ ba mà thầy muốn trình bày đến tất cả đại chúng. Quý vị nên nhớ rằng ở thiền tông ngày xưa đó, có những cái vị mà thiền sinh, có những vị thiền tăng trong cái thiền sinh là những vị mà đã thật sự nghĩa là vào trong đạo rồi. Nhưng mà vì chưa có ngộ đến cái chỗ mà cứu cánh thật sự, chưa đến cái chỗ minh tâm kiến tánh thật sự. Do đó các ngài thường hành khước đến những cái đạo tràng của những vị đại thiền sư là tâm kiến tánh. Do đó trong đạo tràng của Mã Tổ thiền sư, những cái vị mà thiền sư hành khước rất là đông, không bao giờ mà trong cái đạo tràng đó dưới 1.000 người cả. Bởi vì Mã Tổ phải dạy một, phải dùng mọi cái tâm của mình để mà chuyển hóa cái tri thức của tất cả những vị thiền tăng đó trở về cái trí huệ. Do đó cái lời nói của ngài là một cái lời nói nó phải đi vào trong cái chỗ mà hợp nhất với chân tâm. Và một cái người mà gọi là đã giác ngộ rồi đó thì thật sự họ họ sống hoàn toàn ở trong cái Phật tánh. Do đó cái câu hỏi của một vị viện chủ là câu hỏi của thế gian pháp, nhưng mà câu trả lời của ngài Mã Tổ là cái câu xuất với thế gian pháp. Có nghĩa là từ lúc mà được Hòa Nhượng thiền sư chỉ điểm, ngài đại giác ngộ rồi thì những cái tư tưởng, những cái mà kêu là vọng tưởng của thế gian cũng như là của cái xuất thế gian nó đều tiêu mất hết. Cái chỗ này kêu là cổ đại ngộ của thiền tâm. Tại vì quý vị vẫn còn tư tưởng, quý vị chưa thấy được cái sự đại ngộ này. Một cái sự mà đại ngộ thật sự của thiền tâm là tất cả những vọng tưởng nó tiêu ngay, nó băng ngay, nó tiêu ngay lập tức. Quý vị chỉ còn thấy được cái bổn lai diện mục của mình, mà không phải là thấy trong 1 giờ, 2 giờ, mà quý vị thấy trong nghĩa là trọn nghĩa là 24 giờ đồng hồ. Vì vậy mà cái câu hỏi của một vị viện chủ là hỏi về cái tướng sinh diệt tầm thường của thế gian pháp. Nhưng mà ở đây thì ngài Mã Tổ với cái một vị tổ đã minh tâm kiến tánh, ngài bắt đầu buộc ngài phải đi vào ở trong cái sự lý, là cái sự là giác ngộ hoàn toàn của ngài. Có nghĩa là ngài hoàn toàn ngài không có để ý đến cái thân bệnh của ngài, mà ngài luôn luôn nằm ở trong cái bản giác thanh tịnh đó. Quý vị tu mà khi mà tất cả những tạp khí vọng tưởng nó tiêu trừ, quý vị sẽ thấy cái điều này lập tức ngay. Lúc đó quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị có thể làm một cái điều gì, quý vị vẫn nằm trong cái bản giác này. Quý vị không bao giờ rời khỏi bản giác này hết. Vì vậy mà Đức Thích Ca ngài nói sao? Ngài nói một cái người mà đã đi vào trong cái sự giác ngộ minh tâm kiến tánh rồi, dầu cái gì đó cầm thương lên ngựa vẫn là bậc thánh giả. Tại vì họ đã nằm ở trong cái bản tánh này. Mà cái bản tánh này khi mà nó đã phát hiện rồi thì nó không bao giờ có cái sự mất hết. Quý vị sẽ sống mãi mãi trường tồn trong cái bản tánh này. Và cái bản tánh này nó sẽ thị hiện thành ra cái tự tánh niết bàn nếu mà quý vị bỏ cái thân ngũ uẩn này. A Di Đà Phật. Bởi vì ngài Mã Tổ là một cái vị mà kêu là Long Tượng thiền sư, là một cái vị mà nối dòng cho Lục Tổ Huệ Năng từ cái thiền sư Hoài Nhượng. Do đó cái lời nói của ngài nó nằm ở trong cái sự rất là siêu việt. Lời nói của ngài nó đi trong cái sự mà kêu là vô tướng thực tướng, nằm ở trong cái chỗ mà tri kiến của nhân sinh đều tan đó, trong một cái sự đại giác ngộ hoàn toàn. Do đó tu bên thiền tông á, quý vị thấy khi mà những cái tri kiến của thế nhân nó rớt rồi đó, quý vị thấy quý vị lập tức quý vị nhập vào ở trong cái bản tánh mà bất sinh bất diệt. Bản tánh đó tức là cái chỗ mà bổn lai diện mục của mình, mà các chư thiền tông gọi là cái minh tâm kiến tánh, thấy được bản tánh rõ ràng, không còn một cái gì, sự nghi ngờ trong đó nữa. Và người thấy được bản tánh rõ ràng thì người đó chắc chắn rằng đạt được cái sự đại an lạc.
trong cái cuộc sống này thì tùy duyên để mà chuyển hóa độ chúng sinh. Nếu và khi mà bỏ cái thân ngũ uẩn này thì sẽ nhập vào ở trong cái chỗ mà đại niết bàn, hay là kêu chỗ chỗ mà kêu là tự tánh niết bàn của bản tâm chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình giảng kinh thì bấy lâu nay, gần mấy năm nay thầy giảng những kinh đại thừa, nhưng hôm nay để cho tất cả quý đại chúng hiểu được về những cái hành trạng và những cái sự kỳ lạ trong việc tu thiền, do đó thầy mới có một cái tâm muốn trình bày những công án của những vị mà thiền sư đắc pháp trong cái thời của ngài Lục Tổ. Thì như tất cả quý đại chúng biết, sau khi Lục Tổ Huệ Năng ngài mở cái đạo tràng, thì dưới trướng của ngài có tất cả là 43 vị đắc pháp, trong đó thì có hai vị thủ tòa, một là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và ngài Hành Tư ở núi Thanh Nguyên. Thì dưới hai vị này lại có bên ngài Hành Tư, thì có ngài Hy Thiên Thạch Đầu, và từ ngài Hy Thiên Thạch Đầu thì sanh ra năm cái dòng tông phái, đó là dòng Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Và bên ngài Hoài Nhượng thì dưới trướng của ngài Hoài Nhượng thì có những vị tăng đắc pháp như ngài Mã Tổ, và dưới Mã Tổ thì có Bá Trượng. Và lần hồi dưới đạo tràng của Bá Trượng thì có ngài Linh Hụ Quy Sơn, ngài Hoàng Bá, và dưới Hoàng Bá thì có Lâm Tế, ngài Linh Hụ Quy Sơn thì ngài khai sáng ra cái tông Quy Ngưỡng, và ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền thì khai sáng ra cái tông Lâm Tế. Do đó thời bấy giờ thì tất cả những tăng sĩ thời bấy giờ gọi thiền tông là Ngũ Gia Thiền Tông, có nghĩa là gồm năm tông phái: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Đó là năm dòng chánh, đó là năm dòng huyết mạch của thiền tông mà từ Thích Ca Mâu Ni Phật truyền xuống. Do đó mỗi một dòng tùy theo cái phương pháp huấn luyện và phương pháp giúp cho những người tăng sĩ đạt đến cứu cánh là minh tâm kiến tánh, và để thấy được lại cái bổn lai diện mục của chính mình. Mỗi một cái tông phái thì có một cái phương pháp riêng và có những cái điều rất là mới lạ, rất là hay. Nhưng mà nói xa hay là gần thì những tông phái đó đều có mục đích duy nhất là khiến cho người thiền sinh đạt được cứu cánh, thấy lại được cái bổn lai diện mục của chính mình. Do đó ngày hôm nay thầy xin trình bày đến với quý vị những công án của những vị thiền sư trong cái thời của Lục Tổ Huệ Năng. Thì trước đây thầy trình bày về ngài Sơ Tổ là ngài Bồ Đề Bà Đạt Ma, và thầy trình bày đến ngài Triệu Châu và ngài Mã Tổ. Bây giờ thì thầy đi đến công án của ngài Đức Sơn. Bây giờ quý vị lắng nghe cái công án này, để rồi thầy sẽ có thể mời tất cả quý đại chúng đều cầm mic lên để tất cả chia sẻ công án này, và sau cùng thì là thầy tổng kết lại công án. Xin tất cả đại chúng lắng nghe. Thiền sư Đức Sơn đến nơi của thiền sư Huy Sơn, ôm bao hành trang vào pháp đường, đi từ tây qua đông, rồi từ đông qua tây, nhìn quanh và nói vô vô rồi bỏ ra ngoài. Xong khi Đức Sơn ra đến cổng chùa, lại nói cũng không nên thô sức như thế, rồi ngài chỉnh lại pháp y uy nghiêm trở vào để gặp ngài Huy Sơn. Lúc bấy giờ thì ngài Huy Sơn đang ngồi, Đức Sơn giơ tọa cụ lên nói hòa thượng. Huy Sơn toan chụp lấy phất trần thì Đức Sơn liền hét rồi rủ áo bỏ đi ra. Đức Sơn quay lưng về pháp đường, mang dép cỏ vào rồi bỏ đi. Bấy giờ khi tối thì thiền sư Huy Sơn hỏi vị thủ tòa rằng người vừa mới đến đâu rồi. Vị thủ tòa nói lúc ấy thì ông ta quay lưng về pháp đường, mang dép cỏ vào rồi bỏ đi. Huy Sơn nói người ấy sau này thế nào cũng lên đỉnh cao tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. Như Đà Phật, đây là một cái công án
của ngài Đức Sơn thiền sư. Thì trước khi vào cái công án này thì đầu tiên thầy muốn đặt cái câu hỏi cùng với tất cả đại chúng: lý do như thế nào mà ngài Đức Sơn ngài đi vào trong pháp đường của ngài Quy Sơn, đi từ tây qua đông và đồng thời nhìn quanh và nói vô vô như vậy, thì ý của thầy như thế nào? Đó là một câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi mà Đức Sơn đi ra khỏi cổng chùa, nhưng mà ngài nghĩ lại rằng cũng không nên thô sức như thế, lại chỉnh lại cái pháp y vào gặp Quy Sơn. Khi mà gặp Quy Sơn thì Đức Sơn giơ tọa cụ lên và nói: hòa thượng. Quy Sơn lúc bấy giờ thì toan chụp lấy phất trần, thì Đức Sơn liền hét rồi rũ áo bỏ đi. Như vậy thì câu thứ hai, cái ý chỉ của Đức Sơn muốn nói gì và Quy Sơn muốn nói gì? Đây là câu thứ hai. Và câu sau cùng là khi mà về tối thì Quy Sơn mới hỏi ngài thủ tòa rằng cái người mà mới đến ban sáng đâu rồi, thì thủ tòa nói rằng ông ta quay lưng về phía pháp đường, mang dép cỏ rồi bỏ đi. Ngài Quy Sơn nói người ấy sau này thế nào cũng lên đỉnh cao tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. Đây là câu thứ ba. Tại sao Quy Sơn lại nói cái câu này? Như vậy thì trong công án này nó có ba đoạn. Đoạn đầu tiên là lúc mà ngài Đức Sơn đến pháp đường, đi từ đông sang tây coi như giống như là cái chỗ mà không người, và đồng thời nhìn quanh và nói vô vô. Rồi lại gặp ngài Quy Sơn, thay vì gặp ngài Quy Sơn lễ lại thì ở đây Đức Sơn lại giơ tọa cụ lên mà nói: hòa thượng. Và ngài Quy Sơn thì chụp lấy cái phất trần toan đánh, thì Đức Sơn hét lên và bỏ đi. Đó là thứ hai. Và thứ ba là Quy Sơn nói rằng người ấy sau này sẽ lên đỉnh cao tự xây am cỏ mà tiếp tục bài Phật bán tổ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy công án của những vị thiền sư rất là lạ lùng ha. Thì thôi, để đúc kết lại, thầy xin trình bày cũng gần cũng một tiếng đồng hồ rồi, mau quá. Bây giờ trước hết á, mình phải tìm hiểu coi cái vị thiền sư Đức Sơn này ngài có cái sự đại ngộ chưa, và mình cũng phải tìm hiểu coi cái vị thiền sư hữu này có cái sự đại ngộ chưa. Khi mình tìm hiểu được cái sự về cái hành trạng của hai thiền sư này thì mình mới hiểu được cái vấn đề của hai vị này đặt ra. Quý vị thấy đúng không? Bây giờ thầy xin đi vào trong cái tiểu sử của ngài Đức Sơn trước để cho tất cả quý vị đại chúng hiểu. Ngài Đức Sơn thiền sư, mà thời bấy giờ người ta còn gọi là thiền sư Đức Sơn Tiên Giám, ngài quê ở Kiến Nam. Năm 20 tuổi thì ngài đã xuất gia thọ cụ túc giới, tức như là 250 giới. Và trong thời gian mà ngài làm một vị tăng sĩ thì ngài thường giảng sư về cái kinh Kim Cang. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng, một cái vị tổ đã thường khuyên tất cả những tăng sĩ cũng như những cái người ở tại gia là nên tụng cái kinh Kim Cang Bát Nhã để rồi sẽ ngộ được cái bản tâm bản tánh của mình. Bởi vì tại sao Lục Tổ lại khuyên như vậy? Là tại vì Lục Tổ Huệ Năng là nhờ Hoằng Nhẫn Đại Sư thuyết giảng kinh Kim Cang, và khi đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ kỳ tâm, thì đến cái câu này thì ngài Lục Tổ ngài hoàn toàn đại ngộ. Vì vậy mà thiền sư Đức Sơn Tiên Giám ngài cũng bắt chước Lục Tổ, ngài thường xem kinh Kim Cang, và mỗi khi mà đăng bảo tòa thuyết giảng thì hầu như là ngài giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Khi mà ngài nghe phong thanh rằng ở phương Nam cái thiền tông nó đang thịnh hành thì ngài rất là bất bình. Ngài mới nói rằng kẻ xuất gia muôn kiếp học oai nghi tế hạnh của Phật mà chẳng thành được Phật, lẽ nào bọn tà sư ở phương Nam dám nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật? Điều này là tà ngụy. Ta phải đến phương ấy diệt cho hết loài tà sư này để mà trả ơn chư Phật. Đây là một cái tâm hồn của một cái vị Bồ Tát, nhưng mà một cái vị mà chưa có hiểu mình, cũng chưa có hiểu người. Do đó vừa mới nghe cái gió bắc phong ở phương Nam có cái thiền tông thịnh hành như vậy thì đã nổi một cái dòng sóng lên rồi ha, tìm về phương ấy để mà diệt cho. Vì vậy mà sư hành khước về phương Nam. Trên đường để mà hành khước về phương Nam để tham vấn thiền sư Long Đàm,
thì sư tình cờ gặp một bà lão bán bánh. Sư dừng chân lại và hỏi mua vài một cái bánh để điểm tâm. Bà lão bấy giờ hỏi sư, bạch thầy, thường ngày thầy giảng kinh gì? Thì sư liền đáp, thường ngày thì thầy giảng kinh Kim Cang. Bà lão liền nói, tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi xin cúng dường bánh để điểm tâm. Bằng trả lời không xong, mời thầy đi nơi khác. Thì thiền sư đồng ý, bà lão hỏi, Kinh Kim Cang có một đoạn nói, tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy xin hỏi thầy muốn điểm tâm nào? À, Như Đà Phật. Quý vị thấy bà lão mà chỉ là một cái người mà ở tại gia thôi mà đi bán bánh mà có một cái sự giải ngộ Kinh Kim Cang rất là thấu đáo. Cái câu này đến thiền sư Đức Sơn là một giảng sư mà cũng phải không đáp được. Do đó thiền sư Đức Sơn đáp không được nên bị bà lão đuổi đi. Thì như vậy quý vị thấy là lúc này là Đức Sơn mặc dầu giảng Kinh Kim Cang nhưng mà sự ngộ nhập về cái tâm tánh, chân tánh thì hoàn toàn chưa. Nếu mà đã ngộ nhập được cái chân tánh thì cái câu hỏi này có thể là bà lão có thể là bị ngài Đức Sơn đá văng xuống khỏi ghế rồi nha. Sau đó thì thiền sư vào trong cái đạo tràng của ngài thiền sư Long Đàm để tham học. Một đêm sư đứng hầu thiền sư Long Đàm thì ngài Long Đàm mới quay qua hỏi sư, đêm khuya rồi sao mà con chẳng về nghỉ. Thì sư chào thiền sư Long Đàm bước ra ngoài cửa. Nhưng mà vừa bước ra ngoài thì sư đã trở vào rồi thưa rằng, bên ngoài tối quá. Long Đàm bấy giờ thì mới thắp đèn cầy đưa cho sư. Sư đưa tay toan tiếp lấy, thì ngài thiền sư Long Đàm liền thổi tắt. Ngay khi đó thì sư đại ngộ. Anh Như Đà Phật, quý vị thấy là cái chỗ mà thiền sư Đức Sơn đại ngộ là ở nơi cái đạo tràng của thiền sư Long Đàm. Thì cái chỗ đại ngộ này cũng là một công án thầy dành cho tất cả quý đại chúng vừa nghe thầy đọc đó. Quý vị coi cái tại sao mà thiền sư Long Đàm đưa cái đèn rồi lại thổi tắt mà lại thiền sư Đức Sơn đại ngộ. Đây là một câu rất là hay. Một cái câu mà hầu như là nó đưa cái tất cả pháp về Phật pháp. Mà rồi tất cả Phật pháp về cái bất nhị nha, rất là hay. Ngay khi đó thì sư đại ngộ, liền quỳ xuống lễ thầy. Thiền sư Long Đàm hỏi, ngươi thấy cái gì mà lễ lại ta? Thiền sư Đức Sơn xưa thưa rằng, từ nay về sau con chẳng còn dám nghi ngờ lời nói của chư tôn thiền đức trong thiên hạ nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Sơn là một vị giảng sư Kinh Kim Cang, nghe phương Nam thiền tông đang thịnh hành thì nghĩ rằng mình tu hành bao nhiêu kiếp đọc kinh, nghĩa là ngày nào cũng đọc hết mà còn chưa minh tâm kiến tánh, nói gì mà những cái bậc mà thiền tông mà tại sao dám nói rằng trực chỉ chân tâm mà thành Phật. Nhưng mà đến khi mà đại ngộ rồi thì ngài mới nói một câu, quý vị thấy không, từ nay về sau con chẳng còn nghi ngờ lời nói của chư tôn thiền đức trong thiên hạ nữa. Cái chỗ này là chỗ đã thật sự nghĩa là thấy thấu được bổn tâm của mình, biết rằng cái bổn tâm bổn tánh của mình chỉ cần nghĩa là do một cái vị mà nó đầy đủ cái thời tiết, thời đầy đủ cái nhân duyên, cái vị này nghĩa là chỉ cần hét một tiếng, đánh một bạt tay hay là đá một đá thì tự nhiên cái sự đại ngộ nó đến ngay lập tức. Thì sau khi mà ngài đã đại ngộ rồi thì ngài mới đảnh lễ Long Đàm để đi du phương. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái trước khi mà đi đến cái chỗ mà của ngài Quy Sơn thì Đức Sơn đã đại ngộ với thiền sư Long Đàm. Rồi bây giờ thì thiền sư Đức Sơn nghe cái đạo tràng của thiền sư Quy Sơn rất là thạnh hành. Vì vậy sư mới hành khước đến với tư cách là một thiền sư để pháp chiến. A Di Đà Phật. Thầy dùng cái chữ pháp chiến để cho quý vị thấy rằng nhiều khi ngài Đức Sơn cũng còn nghi ngờ thiền sư Quy Sơn, không biết ông này ông đại ngộ chưa. Tại vì mặc dù là trên danh nghĩa thiền sư chứ cũng có nhiều vị chưa đại ngộ. Vì vậy Đức Sơn đi đến cái đạo tràng của Quy Sơn với cái tư cách là một vị thiền sư và với tư cách là để pháp chiến, để coi cái vị Quy Sơn này, cái lão tăng này có đạt được cái sự đại ngộ chưa.
hay là chỉ nằm trên cái văn chương từ ngữ mà dạy chúng. Rồi giờ thầy nói về thiền sư Quy Sơn để cho quý vị thấy ông này đạt ngộ chưa nha. Bây giờ thiền sư Quy Sơn cũng gọi là thiền sư Linh Thụ, bởi vì ngài lập đạo tràng ở núi Quy Sơn nên lâu ngày thì người ta mới gọi ngài là thiền sư Quy Sơn. Thiền sư Quy Sơn ngài quê ở trường Trường Khê, năm 15 tuổi xuất gia theo luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện ở nơi tỉnh của mình mà tu. Năm 23 tuổi thì thiền sư đến Giang Tây theo học với thiền sư Bá Trượng. Bá Trượng là một cái vị mà minh tâm kiến tánh, là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất. Trong đạo tràng của Bá Trượng thì Linh Sơn được Bá Trượng cho dẫn đầu toàn bộ chúng. Một hôm sư đứng hầu Bá Trượng thì Bá Trượng hỏi ai vậy, thiền sư đáp con Linh Hụ. Bá Trượng bảo ngươi hãy dạch ở trong cái lò xem có lửa hay không. Ngày xưa quý vị biết trong thiền viện không có những cái điện và lò, những cái điện trở mà nó xài bằng điện như bây giờ, mà ngày xưa là dùng củi để đốt. Vì vậy mà Bá Trượng mới hỏi ngài Linh Hụ rằng ngươi hãy đến cái chỗ mà đốt cái lò lửa đó, coi có còn lửa hay không. Thì thiền sư Linh Hụ đến lò và dạch ra và thưa rằng thưa thầy không có. Bây giờ thì Bá Trượng mới đứng dậy đến ngay bên lò và dạch sâu vào bên trong thì được một chút lửa. Khi đó thì đưa lên hỏi sư rằng ngươi bảo không thì cái này gọi là cái gì. Do câu hỏi này mà thiền sư Linh Hụ đại ngộ. Như vậy là quý vị thấy rằng Đức Sơn cũng đại ngộ mà Linh Hụ cũng đại ngộ. Hai vị này đều đã thấy được cái bản tâm bản tánh của mình qua cái lời nói của các chư tổ. Lúc bấy giờ thì có thường thiền sư Tư Mã Đầu Đà từ Hồ Nam đến thưa với Bá Trượng rằng Quy Sơn là một cái ngọn núi thắng cảnh rất là đẹp, nên kiến lập đạo tràng để kết duyên Phật Pháp với tất cả mọi sinh chúng. Bá Trượng mới hỏi rằng lão tăng này muốn đến trụ nơi Quy Sơn được không? Thiền sư Tư Mã Đầu thưa rằng Quy Sơn không phải là chỗ ở của Hòa Thượng. Và Bá Trượng cho thiền sư Tư Mã Đầu chọn tất cả những thiền sư thời bấy giờ ở trong đạo tràng của ngài. Thì thiền sư Linh Hụ được chọn. Thiền sư Linh Hụ đến ở nơi núi Quy Sơn, cất am tranh ở, và thức ăn thường ngày của ngài là lấy trái dẻ để mà ăn. Ngài sống nơi núi Quy Sơn 7 năm mà không có người hay biết và cũng không có người lai giảng. Một hôm ngài tự nghĩ rằng mình làm tăng sĩ cốt là để mà tiếp vật để mà độ sinh. Hôm nay ở nơi núi vắng vẻ này mà không có một người lai giảng thì mình ở đây độ được ai? Do đó thiền sư mới muốn trở về cái chỗ ở của ngài Bá Trượng. Thì bây giờ dân cư ở dưới núi thấy cái bóng áo vàng của ngài, bây giờ họ mới biết rằng ở trên núi có một người tu đang chân nhân đang tu. Vì vậy mà họ mới hùng tiền lại, họ cắt chùa cho sư. Và thiền sư Linh Hụ đã ở nơi núi Quy Sơn, ngài đã sáng lập ra cái tổ tông dòng Quy Ngưỡng, và dưới đạo tràng của ngài không dưới 1.500 vị. Như vậy thì qua cái tiểu sử của thiền sư Linh Hụ, tất cả quý đại chúng đã biết rằng thiền sư Linh Hụ là thiện tri thức của 1.500 vị tăng chúng trong đạo tràng thời bấy giờ. Tất nhiên là ngài đã đi đến cái chỗ minh tâm kiến tánh vậy. Rồi bây giờ quý vị đã nghe qua tiểu sử của hai vị thiền sư, và quý vị cũng biết rằng hai vị thiền sư này đã minh tâm kiến tánh. Như vậy thì thầy đọc lại đoạn này để cho quý vị thấy cái ý của ngài Đức Sơn như thế nào. Bởi vì ngài Đức Sơn ngài vẫn còn nghi ngờ, ngài Đức Sơn ngài vẫn còn nghi ngờ cái vị lão tăng già Quy Ngưỡng này, tức là Quy Sơn này, không biết vị này đã minh tâm kiến tánh chưa. Do đó Đức Sơn đến đạo tràng của ngài Quy Sơn với tư cách là thiền sư để mà hỏi, để thấu đáo được cái hành trạng của thiền sư Quy Sơn. Khi mà đến cái đạo tràng của thiền sư Quy Ngưỡng, có nghĩa là của ngài Quy Sơn đó, thay vì mình là một vị tăng sĩ mình đi đến thăm vấn một cái đạo tràng, thì trước hết là mình vào để mình lễ Phật, sau đó thì mình lễ những cái vị hòa thượng mà nếu mà có cái tuổi đạo hơn mình để mình vấn an sức khỏe các ngài.
Nhưng mà ở đây có một cái lạ lùng là ngài đi từ đi vào trong cái chánh điện thật to như vậy mà ngài đi từ tây sang đông và từ đông sang tây, nhìn quanh và nói vô vô rồi bỏ ra ngoài. Chữ vô vô đây như hồi nãy giờ Phật tử nói là không không, có nghĩa là theo ý Phật tử nói rằng Đức Sơn muốn nói rằng cái chữ vô vô là không không, có nghĩa là muốn nói ta chứng được cái không, cái chỗ này nó không phải. Bởi vì cái bổn lai diện mục nó qua khỏi bất nhị, khi bất nhị không. Chỗ mà còn không tất nhiên chưa phải là bổn lai diện mục. Thầy xin nhắc lại. Khi mà nhị không vẫn nó vẫn còn trong tâm, quý vị chưa thấy được cái bổn lai diện mục của mình. Bởi vì quý vị coi lại trong cái pháp mà Quán Âm thầy dạy. Cái năng văn và sở văn nó mất thì cái năng năng giác và sở giác nó hiện tiền. Năng giác và sở giác nó mất thì năng không và sở không nó hiện tiền. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thành ra cái chỗ mà nói rằng Đức Sơn nói không không để chỉ vào tâm của mình thì chỗ này không đúng. Chỗ này không đúng. Bởi vì nói không không có nghĩa là có khác nào chỉ cho mình biết rằng, chỉ cho những người tăng sĩ đó biết rằng mình vẫn là cái phàm phu. Bởi vì còn nằm ở trong bất nhị không là phàm phu chứ đâu phải là bậc thánh. Phải không? A Di Đà Phật. Bởi chính vì vậy mà thầy muốn quý vị thấu đáo được cái hành trạng của hai vị thiền sư này. Quý vị thấu đáo hành trạng hai vị thiền sư này thì công án này nó mới có thể, quý vị mới có thể thấu hiểu được. Như vậy thì cái hành động của ngài nói vô vô thì bây giờ cái ý như thế nào? A Di Đà Phật. Bây giờ thầy không dám nói đó là ý của chư tổ ha, tại vì nói ý của chư tổ là thầy đã đi sai rồi, mà thầy phải nói đây là ý của thầy. Theo ý của thầy đó, một cái người mà đã thấy được bổn lai diện mục thì đi đến chùa không có nói những câu mà vô nghĩa như vậy. Như vậy thì cái hành động của thiền sư Đức Sơn tạo cái âm thanh, dùng cái miệng của mình tạo âm thanh để mà khơi động những cái vọng tâm của tăng sĩ ở trong cái chùa đó. Quý vị nghe thầy nói, đây là cái ý của thầy, thầy đã trình bày với quý vị không phải là ý tổ, mà ý của thầy. Bởi vì một cái người mà đã minh tâm kiến tánh rồi, người ta làm cái hành động này để chi? Để coi những vị tăng sĩ đó thấy cái hành động kỳ lạ của mình, thấy những cái sự việc của mình như vậy mà người ta có động tâm hay không. Cũng như quý vị thấy lục tổ đến cái chùa và hai cái người mà đang coi cái phướng đó, một người thì nói phướng động, rồi một người nói gió làm phướng động. Thì lục tổ nói rằng tâm các ngài động. Thì chỗ này Đức Sơn cũng y lục tổ à. Đi lại đạo tràng ta để thử bằng cách là để coi cái tâm mấy ông tăng sĩ này động hay không. Mình coi mình biết ha. Mà muốn làm động hay không thì mình phải có những hành động kỳ lạ, người ta mới dòm, người ta mới coi. Mà hễ mà những tăng sĩ đó mà ngồi rời khỏi cái bồ đoàn đứng dậy coi là tất nhiên là tâm những vị này động rồi. Là tất nhiên là ông Đức Sơn cười trong lòng rồi, ông nói đạo tràng này nói rằng thiện tri thức của 1.500 vị mà tâm vẫn còn động quá trời, phải không? A Di Đà Phật. Bởi vậy cái công án rất là hay, thành ra thầy muốn quý vị hiểu qua để mà mình tự suy nghĩ. Bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ, và sự suy nghĩ của quý vị từ đó quý vị sẽ thấu được những cái điều rất là hay. Thầy không muốn đem cái công án để quý vị hiểu được cái điều của tổ, mà quý vị nhờ cái thiện xảo công án để thấy được bằng bổn tâm của mình, hiểu thầy nói không? Chứ còn quý vị mà muốn hiểu được của tổ chắc không được đâu. Như thầy cũng không hiểu được ý của tổ đâu. Tại vì Đức Sơn chết cách đây mấy ngàn năm rồi, bây giờ muốn mà hiểu được cái ý này chỉ có mời Đức Sơn lên trả lời, chứ còn ngoài ra không ai hiểu được hết. Ở đây là chỗ mà mình dùng cái thiện xảo của công án để mình trình bày, để đi vào ở trong cái công án, để mà có nơi để mình đi vào. Do đó khi mà ngài Đức Sơn làm những cái điều kỳ lạ và dùng cái âm thanh của mình để mà hát lớn, để coi động lòng những cái tăng sĩ trong cái đạo tràng đó hay không, và cũng như có làm nghĩa là vọng tâm của ngài Quy Sơn nghĩa là ngẩng lên để coi cái ngã điên nào đến cái chùa mà họ làm cái điều kỳ lạ như vậy, nhưng mà rồi không thấy ai nhất cử nhất động hết thì ổng mới bỏ đi ra. Thì khi mà đi ra rồi đó, thì trong lòng của ổng bắt đầu có cái sự phục rồi đó. Phải không? Mình dùng những cái âm thanh và những kỳ lạ của mình để mà khơi động cái vọng tâm của những người tu. Bởi vì người tu là luôn luôn, nếu mà người đã đắc ngộ được bổn lai diện mục rồi thì mặt ngoài, cái cảnh ngoài nó có lay động hay là có cái gì đi nữa thì mình cũng đâu lay động đâu. Như Đạo Phật, như Tịnh Nguyên Dân nói chỗ này gọi là tâm vô sở trụ đó. Do đó ngài thấy rằng tâm của những vị này không có động thì ngài mới thử nữa, ngài mới bắt đầu ngài đi vào. Vào lần này thì gặp ngay ngài Quy Sơn đang ngồi chỗ cái pháp đường đó. Thì thay vì ngài lễ lại, nhưng mà ở đây không có. Ngài đưa cái tọa độc cụ lên và ngài gọi hòa thượng.
cái tọa cụ này nó không phải chứng minh là thiền sư ngồi trong cái tọa cụ này lâu, mà cái tọa cụ này nó chứng minh rằng một cái vật nó dơ như vậy đó, nhưng mà ngài Đức Sơn đưa lên mà gọi như vậy đó. So sánh Quy Sơn và cái tọa cụ nó giống nhau như vậy đó, một cái vị mà thiện tri thức của 1.500 vị tăng chúng và một cái tọa cụ nó giống nhau như vậy đó, để coi ngài Đức Sơn có đồng tâm không. Quý vị mà tu cao mà thấy người ta đưa một cái vật dơ dái lên mà người ta thí dụ đó giống như mình vậy, quý vị nghĩ sao? Như tà Phật chẳng hạn, như một ngày nào đó quý vị trụ trì một ngôi chùa nào đó, rồi có một vị thiện nữ nào đó, họ đến thay vì thấy quý vị ngồi xếp bằng y tướng trang nghiêm, họ quỳ họ lễ lại, không có, họ mở chiếc vài ra, họ cầm lên, họ nói bạch sư phụ, họ cầm chiếc vài nè đó, quý vị nghĩ sao? Như tà Phật, cái chỗ này là chỗ các thiền sư thử đạo nhau, thử đạo nhau để coi coi cái tâm của quý vị đó có động hay không. Mình giờ dùng cái vật ô nhiễm để mình mới đo lường được cái vật thanh tịnh. Còn nếu mà dùng thanh tịnh làm sao đo đường lường được thanh tịnh? Đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu rồi. Cái sự thanh tịnh nó là thanh tịnh. Muốn thử được thanh tịnh phải dùng bất tịnh. Muốn biết nghĩa là cái bất tịnh phải dùng thanh tịnh. Đây là cái chỗ mà hai vị thiền sư đấu trí nha. Như vậy cái chỗ này á, nếu mà những người mà phàm phu đó, thì chắc chắn rằng nghĩa là họ sẽ trách ngài Đức Sơn là một vị tăng sĩ mà có cái lòng khinh mạng đối với một vị tổ, một vị mà thiện tri thức của 1.500 vị tăng sĩ mà dùng những cái phương pháp đó là những cái sự khinh mạng. Nhưng mà ở đây thì không có ha, ở đây không ai bất bình hết. Nhưng mà rồi chính ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài cũng không trực nhận được ông Đức Sơn này, không biết ông đó đắc tánh chưa, ông có minh tâm kiến tánh chưa, mà ông lại ở đây ông làm như vậy. À, vì Đà Phật, thành ra vì cái lòng từ bi mà ngài mới lấy cái pháp pháp trần. À, ngài lấy pháp trần ngài giả vô trong miệng á, để cho làm chi, cho tất cả những ngôn từ từ trong miệng nó rớt hết ra. Nhưng mà ở đây ngài chưa giả thì ông Đức Sơn đứng dậy ông hát rồi. Thì bây giờ cái câu hỏi mà thầy muốn hỏi quý vị, thì cái tiếng hát của Đức Sơn á là tiếng hát của sư tử hống hay là tiếng hát của loài giả can? Một cái người mà chưa thấu nghĩa hiểu đại đạo á thì chắc chắn là tiếng hát này là tiếng hát của loài giả can. Nhưng mà một người đã có sự đại ngộ rồi thì đây là tiếng hát sư tử hống. Do đó qua cái hành động mà tiếng hát và dơ cái pháp trần là hành động chứng tỏ rằng hai người đã thấu hiểu đạo với nhau. Vì vậy mà khi mà khi mà buổi tối rồi đó, lúc đó thì buổi tối rồi thì Quy Sơn mới hỏi ngài thủ tòa rằng cái vị này còn hay không, còn ở đây hay không. Thì thủ tòa mới nói rằng vị này đã đi rồi. Thì cái chỗ mà ngài Quy Sơn nói, quý vị nghe cho kỹ nè, người này sẽ lên đỉnh cao lập am xây đạo tràng và tiếp tục bài Phật bán tổ. A Di Đà Phật, cái chỗ bài Phật bán tổ là rất hay. Nếu mà cái người không hiểu đó dòm vô cái chữ này thì nói rằng đây là cái ông Quy Sơn, Quy Sơn thiền sư ổng khinh mạng, ổng đem những cái lời không tốt ổng nguyền rủa ngài Đức Sơn. Nhưng mà chỗ này là chỗ ấn ký, chỗ này là chỗ ảnh chứng cho cái ngài Đức Sơn. Bởi vì cái người mà rời khỏi cái văn chương, rời khỏi cái tứ cú, rời khỏi những cái tư tưởng của phàm tình thì họ mới dám bài Phật bán tổ. Chứ ngoài ra đố quý vị dám bài Phật bán tổ, quý vị còn nằm trong tình thức mà quý vị bài Phật bán tổ là có khác nào quý vị tự xây cho mình một cái địa ngục để quý vị đi vào. Thành ra các chư tổ mà đi đến cái chỗ Bổn Lai Diện Mục, các ngài có thể dùng pháp đủ mọi phương tiện để độ thoát chúng sinh. Ngài có thể dùng mọi phương tiện, dầu những danh từ nào các ngài vẫn đồng hóa nó bằng Phật pháp hết. Nhưng mà quý vị là những người vẫn sống trong tình thức, quý vị vẫn còn những tạp khí mà quý vị chỉ bắt chước lời nói của tổ, quý vị sẽ tạo nên một cái nhân quả rất lớn. Bởi vì quý vị chưa vượt thoát được. Chưa vượt thoát được, khi mình mà nói lên như vậy rồi đó thì tự nhiên những cái nhân quả này quý vị sẽ ngồi, quý vị sẽ thấy nó hiện lại trong tâm. Mà nó hiện lại trong tâm thì chưa sao, quý vị sẽ hối hận, quý vị sẽ dày dò, và chính cái nhân quả này nó quay quý vị vào trong cái dòng địa ngục. Nhưng mà ngược lại, những người mà minh tâm kiến tánh rồi thì họ không còn những cái tập khí này nữa. Tất cả những vọng tưởng tập khí đã tiêu tan rồi. Ở trong họ chỉ là một cái trạng thái thanh an, trạng thái thanh tịnh của bản tâm. Họ thường thấy được cái bản tâm của họ. Do đó những người mà đã ngộ minh tâm kiến tánh thì họ có thể nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc. Nhưng mà những người chưa ngộ thì mình chưa có thể nói được cái điều này. Bởi vì quý vị nói điều này là chắc chắn quý vị sẽ bị nhân quả quay dây quanh lập tức. Bởi vì quý vị nằm ở trong cái tri thức mà trình bày Phật pháp.
A Di Đà Phật. Như vậy qua cái phần trình bày của thầy, quý vị thấy cái công án này nó rất là đặc biệt, và chính quý vị cũng vậy. Cái này là thầy trình bày qua cái sự thấy của thầy, chứ thầy không nói rằng thầy trình bày để hợp với ý của ngài Đức Sơn, để hợp với ý của ngài Quy Sơn, thầy không có nói điều đó. Đây là ý của thầy, thầy trình bày để thầy tạo nên một cái thiện xảo, để cho quý vị lấy đây là một cái phương pháp để quý vị đi vào trong cái chân tánh quý vị. A Di Đà Phật. Thành ra với thầy thì sai hay là không sai, thiện hay ác, tất cả chỉ là phương tiện để tạo nên Phật pháp, và đã là phương tiện để giúp cho mọi người hiểu được và đi vào ở nơi chân thiện mỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Qua cái phần trình bày của thầy, có quý vị nào có ý kiến gì không? Thầy mời quý vị có ý kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị nên biết rằng những cái người đại ngộ và cái người sống trong tình thức nó khác nhau. Hầu hết những người mà sống trong tình thức đó, là họ thường thường họ bị những cái cảnh bên ngoài chi phối, và thường thường họ khởi cái tâm lên đó là nằm ở trong cái tham sân si, họ không ra khỏi. Còn những người mà họ đã đi vào thật sự trong cái bản tâm rồi đó, tất cả những lời nói của họ, tất cả những thiện xảo của họ chỉ vì lòng từ bi phát xuất từ tâm của họ thôi, để mà họ giúp cho tất cả những người khác được cái sự giải thoát giống như họ. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Những cái người mà khinh mạng nó khác, và những cái người mà thật sự là thiện tri thức mà đã ngộ bản tánh nó khác. Do đó cái chỗ này đó là cái chỗ hành đó. Tịnh Nguyên Văn, cái chỗ này là chỗ hành đó con. Cái chỗ này là chỗ con phải hành rồi con mới phân biệt được thế nào là cái sự trí thức của văn ngôn và thế nào là sự từ tâm của cái sự thiện xảo để giúp đỡ chúng sinh. Bởi vì vậy mà thầy mới nói rằng ở trong cái đường tu á, nhiều khi mình nằm ở trong cái văn ngôn tứ cú nhiều quá, mình kẹt cứng trong đó, mình giải dù ở trong đó. Và nếu mình đã thấy được cái bổn tâm bổn tánh rồi đó, thì mình tùy cái phương tiện mình giúp đỡ chúng sinh. Đối với những người mà đại ngộ lúc đó thì cái mục đích duy nhất của những vị đó đánh hát làm quỷ nhục chẳng qua là cái phương tiện thiện xảo để giúp cho người cái người hành giả trước mặt của mình họ đạt đến cái mục đích là giải thoát. Quý vị hiểu ý của thầy nói chưa? Chứ ngoài ra không phải là họ đánh họ hát với cái tâm của họ là quỷ nhục quý vị, với cái tâm của họ là làm cho quý vị đau đớn để cho họ vui, không phải như vậy. A Di Đà Phật. Cái tâm của một cái người mà nằm ở trong cái tình thức mà tham sân si nó khác. Cái người mà còn tham sân si họ làm một cái gì đều cho cái bản thân của họ hết. Làm một cái gì là đều cho cái sự mà danh lợi của họ hết. Nhưng mà ngược lại cái người mà đạt được cái minh tâm kiến tánh rồi thì ở trong cái bổn tâm bổn tánh Phật quang của họ toàn là tình thương. Họ đạt được những cái niềm an lạc đó, họ muốn rằng tất cả chúng sinh xung quanh họ đều đạt được sự an lạc đó. Họ muốn mọi người chung quanh họ đều nghĩa là hưởng những cái hương vị Phật pháp giống như họ đã hưởng. Quý vị hiểu không? Đó là chỗ mà những người đã đạt ngộ nó khác những người mà trong cái thường trí mà suy nghĩ. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy dùng những cái phương pháp công án cũng là những cái phương pháp thiện xảo để giúp cho quý vị có một khái niệm, có một cái căn bản để quý vị hiểu được cái phương pháp để mà quý vị tu. Nhiều khi chính quý vị cũng khởi lưỡi nghi phải không? Quý vị khởi lưỡi nghi thì quý vị có quyền nghi. Quý vị có quyền nghi. À, trong Phật pháp nói sao? Trong thiền tâm nói sao? Thế đại nghi thì đại ngộ, tiểu nghi thì mình tiểu ngộ. À, thì quý vị đại nghi đại ngộ. Thành ra có nhiều vị thiền sư đó có thể là gần 20-30 năm ôm một cái công án thế nào là tiếng dỗ bàn tay, thế nào là tiếng dỗ bàn tay, thế nào là tiếng dỗ của một bàn tay, hay là thế nào là cái bản lai diện mục của mình trước khi cha mẹ sanh ra. Có nhiều vị ôm cái công án này suốt cả 30-40 năm cho đến một cái lúc tình cờ quý vị này sẽ đạt ngộ được. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Bá Trượng cũng vậy, ngài ôm một cái công án cho đến ngày mà ngài cuốc đất, một cái cục đất nó văng vào cái tre, nó vang lên một cái tiếng động thì cái công án của ngài nó mới dở ra, cái sự đại nghi của ngài nó mới bùng dở, ngài mới đại ngộ ngay lập tức ngay lúc đó. Và quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị đại ngộ là tất cả vọng tưởng quý vị hồi đó tới giờ nó bao ở trong cái đại nghi, nó tan hết, không còn một cái gì nữa hết. Lúc đó là quý vị hoàn toàn sống trong cái tâm bổn lai diện mục của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đỡ tiếp nhưng theo phần trước thầy tiếp tục giảng về công án Bích Nhâm Lục. Bích Nhâm Lục là một cái quyển sách ghi lại 100 công án của các chư thiền sư đắc ngộ thời xưa. Và ngày hôm nay sở dĩ thầy lặp lại cái công án này
để thầy tìm một cái phương tiện cho quý đại chúng hiểu được cái phương cách của người xưa tu hành như thế nào, để cho tất cả quý vị có thể có một cái lối vào, nhất là để cho tất cả quý đại chúng nhìn lại được cái bản tâm của mình. Bởi vì như tất cả quý đại chúng đều đã thấy, các chư tổ bên thiền tông, các ngài chủ trương là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành đạo. Do đó về cái phần mà tụng kinh hay là những cái tri kiến bên ngoài, hầu như những chư tổ ngày xưa các ngài ít bao giờ các ngài để ý. Bởi vì người xưa tu là họ luôn luôn quay trở về bản tâm để mà thấy được cái bổn tánh. Do đó những thiền sư ngày xưa họ tu rất là tinh tấn và dễ nhập vào ở nơi cái bản tánh chân như thực tướng của chính họ. Và ngày nay những cái lời nói của những vị thiền sư đó được những cái chư thiền sư như là Tiết Phong, ngài đã ghi lại thành một cái tập, đó là cái Bích Nhâm Lục, để trình bày 100 cái công án mà nổi tiếng của những vị thiền sư thời bấy giờ. Qua 2 tuần lễ trước, quý vị đã học những công án mà thầy đã trình bày. Bây giờ đến một cái công án của thiền sư Tuyết Phong. Bây giờ thầy xin đọc công án này, và nếu mà đại chúng có những người có cái kiến giải cao thì thầy mời quý vị lên để chia sẻ công án này, và thầy là cái người đúc kết cái phần công án. Thầy mời tất cả quý đại chúng cũng như chư tôn đức lắng nghe cái công án của ngài Tuyết Phong. Một hôm thiền sư Tuyết Phong, ngài thượng đường và ngài dạy chúng như vậy: gom cả trời đất lại chỉ lớn bằng một hạt gạo, ném xuống trước mặt, nếu vẫn mê mờ không hiểu được thì chính tôi sẽ đánh trống mời tất cả mọi người đến xem. A Di Đà Phật, đây là một cái công án chỉ có khoảng chừng 4 dòng chữ, nhưng mà 4 dòng chữ này là cả một cuộc đời tu của một vị thiền sư. Do đó thầy mời tất cả quý cư sĩ Bồ Tát cũng như cư sĩ đại chúng, quý vị có thể lên chia sẻ công án này. Tại sao ngài Tuyết Phong là dạy chúng câu như vậy, và trong cái câu này thì nó có ngụ ý như thế nào, nó ngụ ý như thế nào để mà chỉ dạy chúng sinh hiểu được cái tâm tánh của một cái người tu? Thầy xin lặp lại: ngài Tuyết Phong dạy chúng nói rằng, gom cả trời đất lại chỉ lớn bằng một hạt gạo, ném xuống trước mặt, nếu vẫn mê mờ không hiểu, tôi sẽ đánh trống mời tất cả mọi người đến cùng xem. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy xin nhường mic lại cho tất cả quý đại chúng nào mà hiểu được cái phần kiến giải của câu công án này, thì thầy mời quý vị có thể lên chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đây có vị nào giơ tay lên không? Giơ tay lên cùng chia sẻ không? Khi học về cái Bích Nhâm Lục thì thầy thấy rằng mọi người nên tham dự để cho nó vui. Đồng ý là mình chưa có thể thấu đạt được cái ý của thầy, của tổ. Tuy nhiên mình có thể trình bày kiến giải về cái phần tu của mình. Cái câu này là ngài thiền sư Tuyết Phong, ngài nói như vậy, cái nghĩa của nó như thế nào? Bởi học cái công án mà tất cả quý vị đều tranh nhau mà thảo luận thì công án rất là hay. Nó rất là hay. Mặc dầu mình dùng cái ngôn từ, nhưng mà trong cái ngôn từ nó là một cái lối đi để giúp cho tất cả mọi đại chúng có một cái phương tiện rất là thù thắng để quý vị có thể quay trở về để tu trong nội tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy trong đạo tràng rất là im lặng. Như vậy là tất cả quý đại chúng học cái hạnh lắng nghe của ngài Quan Âm rồi. Như vậy là quý vị không có còn người nào lên thì thôi, tận cùng là phải là thầy. Hồi nãy giờ quý vị nói hết rồi, thì giờ thầy cũng trình bày một đôi câu để cho quý vị hiểu được về ngài Tiết Phong là ai, cũng như là tại sao ngài đặt một cái câu hỏi như vậy, ngài dạy chúng như vậy,
Như vậy trong cái trình độ tu học của Ngài Thiếu Phong, Ngài có sự giác ngộ chưa? Nếu mà chưa giác ngộ, tại sao dám nói một cái câu mà nó liên kêu là long trời lở đất, A Di Đà Phật? Rồi thầy mời quý đại chúng theo dõi những cái sự trình bày của thầy. Bây giờ trước hết là thầy trình bày về Tiếp Phong Thiền Sư. Tiếp Phong Thiền Sư đúng nghĩa là Thiền Sư Nghĩa Tồn. Bởi vì Ngài ở Tiếp Phong, vì vậy mà lâu ngày những người dân ở vùng đó gọi Ngài là Thiền Sư Tiếp Phong. Thiền Sư Tiếp Phong quê ở Tuyên Châu. Khi mà ra đời, Sư có một cái sự rất là lạ lùng. Quý vị thử tưởng tượng một đứa bé ra đời, ngoài vấn đề uống sữa thì Ngài không ăn thịt cá. Cái điều lạ lùng này nó không phải là ngày xưa mới có, mà chính hiện tại ở trong cái gia đình của thầy, một đứa cháu của thầy cũng y hệt như vậy. Từ lúc ra đời cho đến ngày hôm nay là 11 tuổi rồi mà không bao giờ ném một chút thịt cá nào. Ăn cơm là ăn cơm trắng với nước tương. Như vậy là những cái sự lạ lùng này nó thể hiện qua cái quá khứ của cái người đó trong vô lượng kiếp đã từng có tu tập, và trong vô lượng kiếp cũng đã có một cái lời thệ nguyện là không bao giờ sát sanh hại vật. Do đó ngày hôm nay trở lại thế gian, cái tâm ý đã có cái sự nguyện ở trong tâm, do đó chỉ là ăn cơm trắng với nước tương, hoặc là ăn cơm trắng chế thêm một chút sữa tươi, hoặc là một chút đường để ăn cơm. Thì Ngài Tuyết Phong này cũng vậy, khi mà ra đời thì không chịu ăn thịt cá, mặc dầu gia đình của Ngài rất là giàu. Năm lên 12 tuổi thì có được một cái dịp đi cùng thân phụ đến thăm viếng chùa Ngọc Giáng để lễ Phật. Thì tại đây khi mà Ngài thấy vị trụ trì thì Ngài ưa mến và Ngài muốn ở lại chùa để tu. Và vị trụ trì đó là luật sư Khánh Quyền. Ngài thấy đứa trẻ mới 12 tuổi mà có tâm đạo như vậy, Ngài mới nhận cho Thiền Sư Nghĩa Tồn ở lại đây tu học. Đến năm 17 tuổi thì luật sư Khánh Quyền xuống tóc cho sư để mà trở thành một vị tăng sĩ thật sự. Và sư đã đến chùa Bảo Sát để mà thọ 250 cụ túc giới. Sau khi Thiền Sư Nghĩa Tồn Ngài thọ xong cụ túc giới thì Ngài đến nương tựa với đạo tràng của Thiền Sư Đức Sơn. Khi vào ở trong chánh điện vừa gặp Thiền Sư Đức Sơn thì sư thưa hỏi: Kính bạch Ngài, tông thừa của chư tổ từ trước đến giờ con có phần hay không? Ngài Đức Sơn bèn giơ gậy đánh sư và hỏi: Ngươi đang nói cái gì? Sư thưa: Con không hiểu ý của thầy. Sau đó ít lâu, khi Thiền Sư Đức Sơn dạy tất cả đại chúng câu như thế này: Tông phái của ta không ngự cú, thật không có một pháp để chỉ dạy cho người. Sư nhân đây có chút tỉnh ngộ. Một hôm, có một việc thật sự phải làm ở Ngao Sơn. Sư cùng với sư huynh là Nham Đầu đi Ngao Sơn ở Lễ Châu. Bấy giờ nhằm vào mùa đông nên tuyết rơi rất nhiều. Sư và Nham Đầu phải dừng lại bên một cái miếu cũ để mà nghỉ tạm. Vào ở trong miếu thì Thiền Sư Nham Đầu ngày nào cũng như ngày nấy đều nằm ngủ thẳng cẳng. Chỉ có riêng sư thì ngồi thiền suốt đêm. Một hôm, sư gọi Thiền Sư Nham Đầu: Sư huynh, hãy thức dậy. Thiền Sư Nham Đầu trở mình và hỏi: Ta dậy để làm gì? Sư nói: Đường đạo sư đệ chưa giải quyết xong nên đệ không ngủ được. Thiền Sư Nham Đầu cười và nạt rằng: Sư đệ ngủ đi, mỗi ngày đều ngồi thiền trên giường trông giống như ông thổ địa vậy, trong tâm thì ma quỷ nam nữ vẫn còn. À, vì là Phật, cái chỗ này là quý vị thấy cái chỗ mà Thiền Sư Nham Đầu gục quở. Mặc dầu trong cái tướng thì ngồi thiền, nhưng mà trong tâm thì cái ngũ dục của thế nhân vẫn còn.
qua cái hình trạng là ma quỷ nam nữ vẫn còn. Bây giờ sư rất là buồn bã, nó mới chỉ vào ở trong ngực của mình và thưa rằng: không giấu chi sư huynh, trong tâm tôi chưa ổn, vì vậy không dám dối gạt sư huynh. Thiền sư nhâm đầu từ bi bảo: tôi biết ông sau này sẽ lên chót núi cất thảo am xiển dương Phật pháp và sẽ lặp lại câu này. Sư bấy giờ rơi lệ thưa rằng: trên đường đạo sư đệ thật sự chưa ổn. Thiền sư nhâm đầu bật ngồi dậy nói rằng: nếu ông thật không an ổn, cứ đem tri kiến của ông trình giải ra, tôi sẽ vì ông mà chứng minh. Chỗ nào chẳng đúng, tôi sẽ vì ông mà đuổi dẹp. Sư thưa rằng: khi tôi đến đạo tràng của thiền sư Đức Sơn, tôi có hỏi việc trong tông thừa từ trước đến nay con có phần hay không. Bấy giờ thì thiền sư Đức Sơn đánh tôi một gậy và hỏi: ông đang nói cái gì? Bấy giờ thì sư đệ trong tâm rất là thông suốt, giống như là một cái thùng đã lũng đáy. Nghe đến đó thì thiền sư nhâm đầu nạt lớn: ông chẳng nghe nói sao, từ cửa ngoài mà vào chẳng phải là báo trong nhà. Cái chỗ này quý đại chúng cũng nên nghe cho thật kỹ. Cái gì bên ngoài là vào là nó do pháp trần mà vào, và pháp trần mà vào thì do cái tình thức mà nhận. Do đó ngài nhâm đầu mới nạt rằng: ông chẳng nghe nói từ cửa ngoài vào chẳng phải là của báo trong nhà. Sư thưa: như vậy thì tôi phải làm sao mới phải? Thiền sư nhâm đầu liền trả lời: từ đây về sau, nếu ông muốn xiển dương Phật pháp mỗi mỗi thì phải từ hông ngực của mình lưu sức ra, sau này cùng ta mới che được trời, che được đất. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu hay quá ha. Cái gì mà bên ngoài vào thì không phải là của báo, cái gì mà từ ở trong cái bản tâm lưu sức qua ra để mà tùy duyên dùng những phương tiện thiện xảo độ chúng, thì đây chính là trong cái bản tâm của mình, nên những cái tác dụng của bản tâm. Thiền sư Nghĩa Tồn nghe xong câu này thì đại ngộ, liền quỳ xuống đảnh lễ sư huynh nhâm đầu và kêu lớn: sư huynh, sư huynh, sư đệ ngày nay được thành đạo ở Ngao Sơn. Và về sau thiền sư Tiếp Phong ngày đến Mân Xuyên và trụ trì ở đây hơn 40 năm. Số học tăng đến tham dự rất là đông, chưa bao giờ dưới 1.500 người. Quý vị biết ngày xưa những cái thiền sư đó, những vị mà ở tu học với thầy của mình đó, khi mà tu chừng khoảng từ 3-4 năm trở lên mà cảm thấy chưa đạt được đạo, thì quý vị này phải hành khước đến một cái đạo tràng của những vị thiền sư khác để mà tu học. Những cái vị mà thiền sư ngày xưa, cái phong thái của những vị này tâm rất là tự tại. Khi mà đệ tử đến chào mình để mà muốn gia nhập vào ở trong cái đạo tràng tu học đó, quý vị này chỉ nhìn cái tướng thôi và nhìn cái lời nói thôi thì biết rằng cái người này có khế hợp cái pháp tâm của mình hay không. Chẳng hạn như một vị thiền sư, kêu là vị đó kêu là Thiên Nhiên Thiền Sư. Cái vị này đến gặp Thạch Đầu trước. Khi mà đến gặp Thạch Đầu thì sư mới giơ tay mở cái nón đang đội trên đầu xuống cho Thạch Đầu ngó cái gương mặt của mình. Thiền sư Thạch Đầu nhìn cái vị thiên nhiên này thì mới nói rằng: ông không phải là đệ tử của ta, ông hãy qua bên đạo tràng của Mã Tổ, bởi vì Mã Tổ mới thật là thầy của ông. Như vậy thì quý vị thấy các thiền sư ngày xưa, các ngài rất là từ bi, bởi vì biết rằng cái vị này không hợp căn cơ, cũng như không hợp những cái pháp tâm của cái dòng thiền của mình. Thì quý vị đã tìm cách giới thiệu để cho cái vị thiền sinh đó đến học những vị bậc cao tăng đạo đức hơn. Có như vậy mới thật xứng là danh thiền sư, chứ đâu phải như bây giờ. Bây giờ thì những vị mà thâu đệ tử, sợ đệ tử mình đi đến cái chùa khác, rồi những vị thầy khác nói hay hơn mình, rồi đệ tử mình theo. Thầy thấy cái đó là cái phàm, vô cùng phàm. Nếu mình muốn độ chúng sinh, trước hết mình phải tự soi lại cái bản tâm của mình, coi mình có sự giác ngộ chưa, có thật sự hiểu được cái minh tâm kiến tánh chưa. Nếu mình chưa có minh tâm kiến tánh thì mình hãy để cho những cái vị đệ tử của mình, họ được tự do, họ được tự tại đi tìm những cái vị thầy mà đã minh tâm kiến tánh, để cho họ được cái sự lợi ích. Đó mới thật sự là vị thầy chân chánh. Vị thầy chân chánh là vị thầy đó không có muốn lưu giữ đệ tử trong vòng tay của mình.
Vị thầy chân chánh luôn luôn muốn đệ tử của mình một niệm trước cũng như niệm sau đều đạt đến cái sự vô sinh. Mà muốn được cái điều này thì chính mình chưa giác ngộ, mình phải khuyên đệ tử của mình đi tìm những vị giác ngộ để mà học hỏi. Đây mới là chân chánh trong cái Phật pháp. Vì vậy mà có nhiều lần thầy đi thuyết pháp ở nơi xa, có những vị thưa với thầy: kính bạch thầy, con thọ giáo với một cái vị tăng này, nhưng mà con thấy vị tăng kia có những cái sự giác ngộ rất hay, con muốn đi học hỏi, con thưa với thầy con. Thì thầy con ngày hư một tiếng và ngày không trả lời. Từ đó sao con sợ, con không dám đi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chứng tỏ rằng vị thầy của cư sĩ này quá phàm, phàm đến cái độ mà muốn giữ đệ tử để làm của riêng của mình. Ở trên cõi đời này không có cái gì là của riêng của mình cả. Từ nhà cửa, vợ con, những cái thâm tình mà cao sâu nhất như là cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, những cái điều đó quý vị còn phải bỏ nó để ra đi mà. Thì có cái gì mà quý vị phải ôm cầm những đệ tử quý vị trong vòng tay, khi chính quý vị là những cái vị phàm tăng chưa hiểu đạo. Vì vậy mà những cái vị thiền sư thời xưa tâm tư rất là tự tại, rất là phong thái. Các ngài có những cái nhìn rất là sáng suốt. Những cái vị mà đến thọ học trong đạo tràng của mình, nhưng mà thấy rằng vị này không thể triệt ngộ được cái pháp môn của chính mình, thì vị đó sẽ giới thiệu đến những vị thiền sư khác ngay lập tức. Ở đây, qua câu chuyện của thiền sư Tiếp Phong Nghĩa Tồn, thì quý vị thấy rằng thiền sư Tiếp Phong khi đến đạo tràng của ngài Đức Sơn, qua cái câu hỏi thì ngài đã hiểu được chút ít. Nhưng mà đại ngộ thì do sư huynh nham đầu. Bởi quý vị đã thấy rằng thầy đã trình bày là khi mà thiền sư Tiếp Phong, ngài nghe ngài nham đầu nói một câu: từ đây về sau nếu muốn xuyển dương đạo Phật giáo thì mỗi mỗi từ nơi hông ngực của mình luôn xuất ra, sau này mới cùng ta che trời che đất. Quý vị thấy cái câu này là cái câu mà thiền sư Nghĩa Quyền thật sự đại ngộ. Vì vậy trong cái cuộc đời tu, nhiều khi chính mình đến đảnh lễ cái vị thiền sư đó làm sư phụ, nhưng mà bạn hữu cũng rất là quan trọng. Bằng chứng là quý vị thấy thiền sư Tiếp Phong nhờ sư huynh là thiền sư Nham Đầu mà đạt được sự đại ngộ. Vì vậy mà Phật pháp là tất cả mọi nơi, quý vị mà tu đủ mọi duyên thì tự nhiên quý vị có thể đạt đạo rất là dễ dàng. Có những vị thiền sư khi mà ôm bình bát đi khất thực bên ngoài, khi mà đến một cái hàng thịt, thấy một cái vị thí chủ đang hỏi mua thịt: ông làm sao ông cắt cho tôi miếng thịt nào mà nó không có mỡ mà nó cũng không có nạc nhiều. Ngay lập tức câu đó, cái vị thiền sư ôm mình bát đại ngộ ngay. Bởi vì tại sao? Không phải là cái câu nói đó mà làm vị thiền sư đại ngộ, mà chính vì trong tâm của những vị thiền sư đó từ xưa tới giờ vẫn ôm những cái công án, những cái tri kiến tu học nằm ở trong tâm. Ngày hôm nay nhờ cái âm thanh đó nó làm tan vỡ đi những cái nghi tình, những cái mà vọng tưởng mà cái quý vị đó ôm sâu ở trong lòng. Mà cái đại ngộ của thiền tông là nó đi cùng với cái sự minh tâm kiến tánh. Có nghĩa là minh tâm kiến tánh có là một cái sự đại ngộ thật sự hoàn toàn. Là cái những cái mà vọng tưởng từ trong tâm của tất cả quý đại chúng, từ cái đại ngộ này nó sẽ rơi rớt hết, nó không còn một chút nào dính trong tâm hết á. Vì vậy mà có nhiều người họ tu, nhiều khi họ tu cả suốt đời mà họ không phá được vọng tưởng. Nhưng mà khi họ ôm ấp một cái công án, đến một cái thời tiết mà nó đầy đủ rồi đó, nghe một lời nói, nghe một tiếng chuông, nghe một cái tiếng mà xào xạc của lá, nghe một cái tiếng gió, là tự nhiên họ bùng dở tâm thức. Tất cả vọng tưởng từ xưa tới giờ họ không tiêu diệt được, thì ngày hôm nay vọng tưởng đều rơi hết. Đây chính là cái chỗ mà đại ngộ của thiền tâm. Mà vọng tưởng rơi hết thì lòi ra cái gì? Vọng tưởng quý vị mà rơi hết thì chỉ còn cái bản lai diện mục của tất cả quý vị thôi, chứ có cái gì nữa đâu. Cái chỗ đó bên thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh vậy. Thiền sư Tiếp Phong, ngài độ tất cả tăng sĩ rất là nhiều. Và vào tháng 3 năm 1908 thì thiền sư có chút bệnh. Đệ tử mời lương y và chín người đệ tử thị giả đó nấu thuốc dâng lên cho sư uống. Sư khoát tay bảo rằng ta chẳng có bệnh,
uống thuốc để làm gì. Và vào ngày mùng 2 tháng 5, tất nhiên là cách đó khoảng chừng 3 tháng, vào năm 908, thì sáng ra thiền sư đi dạo khắp tất cả núi non của chùa, và chiều về ngài tự tắm rửa lấy mình, và sau cùng nửa khuya thì ngài viên tịch. Quý vị thấy cuộc đời của những vị thiền sư họ sống tự tại không? Rất là tự tại. Nửa khuya đây là viên tịch, mà rồi buổi sáng vẫn còn đi dạo thiền tâm, thiền lâm. Buổi chiều về tự mình tắm rửa thân thể cho mình, rồi buổi khuya là viên tịch. Cái sự tự tại của thiền sư là như vậy. Chứ không phải là nằm đó mà với cái bệnh mà ôm cái bệnh mà rên hừ hừ. Không phải là ôm cái bệnh để mà thấy cái bệnh nó chuyển quay với mình. Cái người tu khi mà họ đạt đến cái chỗ mà trình độ mà dông tất cả những cái tư tưởng và bản ngã đó, họ không còn niệm bệnh nữa, mà trong tâm họ rất là an lạc. Do đó dầu cho họ có bệnh họ vẫn không thấy bệnh. Cái chỗ này quý vị tu quý vị sẽ thấy. Bởi vậy cái người tu khi mà họ đã chứng đạo rồi, mọi việc làm của họ đều lưu sức từ ở trong hông trong ngực mà ra, từ trong cái bản tâm thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ trong cái vọng tưởng bên ngoài mà vào. Thiền sư Nghĩa Quyền bấy giờ thì thọ 87 tuổi, và tuổi hạ lạp của ngài là 59 tuổi. Trong thời gian mà sư dạy đại chúng có một công án rất là hy hữu mà được ghi vào Bích Nhâm Lục. Cái công án đó thầy mới vừa trình bày với tất cả quý đại chúng, là thiền sư Tiết Phong dạy chúng rằng gom cả trời đất lại chỉ bằng lớn bằng hạt gạo ném xuống trước mặt, nếu vẫn còn mê mờ không hiểu tôi sẽ đánh trống mời tất cả mọi người đến xem. Cái câu này là cái câu mà ngài dạy đại chúng, cái câu mà ngài biểu thị ra cái bản tâm bất sinh bất diệt của một cái người đã có trí huệ cao sâu. Cái câu mà thầy đọc nó còn hay hơn cái câu này nữa, để thầy nói ra để cho đại chúng nghe luôn. Thiền sư Nghĩa Quyền ngài có nói một câu rất là hay. Ngài nói rằng tất cả trời đất đều nằm ở trong mắt của một vị tu sĩ. Tất cả những trời đất đều nằm ở trong mắt của một vị sa môn. Như vậy thì quý vị lấy chỗ nào để quý vị đi đại tiện? A Di Đà Phật, quý vị thấy câu nói của những vị thiền sư nó bật hết ngôn ngữ chưa? Cái chỗ này là coi như là bật hết ngôn ngữ. Tất cả trời đất đều nằm ở trong con mắt của một vị sa môn. Như vậy thì quý đại chúng lấy chỗ nào để đi đại tiểu tiện? Đây là câu nói của thiền sư Nghĩa Quyền. Câu nói này là cái câu nói kêu là bật hết cái đường ngôn ngữ. Cái câu nói là nó đưa quý vị đại chúng vào trong cái chỗ mà thật sự tận cùng của cái trí duyên giác của quý vị. Chúng sinh thì thường chấp tướng, mà hễ mà bị cái câu này rồi quý vị còn chấp chỗ nào nữa? Bởi vì tất cả trời đất đều là con mắt của một vị tu sĩ. Như vậy thì quý vị còn chỗ nào nữa để quý vị đi đây? Đây là cái lời nói của những vị đại ngộ mới nói được điều này. Họ có những cái điều rất là cao siêu mà trong tâm của họ mới có thể đầy đủ mà để hướng dẫn ra. Và cái công án mà thầy vừa trình bày là một công án của bậc thiền sư. Nhất là thầy vừa trình bày tiểu sử của thiền sư Tiết Phong. Thì quý vị thấy rằng vị thiền sư Tiết Phong này, ngài đã thật sự giác ngộ khi ngài trình bày cái công án này. Do đó đại chúng tùy theo chỗ nghi của mình mà tiến vào. Có nghĩa là quý vị không cần phải hiểu ý của thiền sư Tiết Phong. Quý vị chỉ cần lấy cái câu công án này để quý vị có thể khai mở tri kiến cho tất cả quý vị. Người mà tri kiến ít thì quý vị có thể hiểu ít. Người tri kiến nhiều quý vị hiểu nhiều. Và tùy theo cái trình độ nghi nhiều và nghi ít, quý vị sẽ đạt đến cái chỗ mà tiểu đại ngộ hay là đại ngộ hoàn toàn. Gom tất cả trời đất lại chỉ lớn bằng hạt gạo. Đây là một cái trí huệ rất là siêu việt, vượt ra ngoài cái tình thức của nhân gian. Bởi vì là Phật, quý vị thấy có tình thức nhân gian làm sao người ta có thể nói được câu này. Bởi vì trời đất to lớn như vậy, thân người bé nhỏ như vậy. Mà bây giờ một cái vị thiền tăng mà dám nói một câu là gom tất cả trời đất lại chỉ lớn bằng hạt gạo thôi. Thì quý vị biết rằng cái câu này đâu phải là câu của bậc thường nhân. Thường nhân thì quá bé nhỏ trong cái vũ trụ bao la này. Quá bé nhỏ trong cái vũ trụ của cái trời đất này. Bởi tại sao? Bởi vì chính họ sống trong cái tình thức. Mà họ sống trong cái tình thức thì họ luôn luôn bị cái vũ trụ này chi phối. Họ luôn luôn bị những cái hoàn cảnh, bị những
những cái phong điều cũng như là những cái thủy quả của cái vũ trụ này chi phối. Quý vị thoát ra khỏi cái tình thức thì quý vị sẽ thấy cái vũ trụ rất là nhỏ bé đối với bản tâm. Vì vậy vũ trụ này quý vị thấy nó là cái gì? Nó chỉ nằm ở trong cái ba cái phạm vi thôi, là cái gì? Sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cái người chưa đạt ngộ thì chắc chắn là luôn luôn phải nằm ở trong ba cái cảnh giới này. Nếu mà quý vị vẫn còn cái dục của nhân sinh, quý vị sẽ sanh vào cái cõi dục giới. Nếu quý vị đã thoát khỏi những cái dục của nhân sinh, quý vị sẽ sanh vào cái cõi sắc giới. Nếu quý vị không còn màng đến những cái hình thức của cái tâm của quý vị, không còn nằm ở trong cái danh sắc của cái tâm nữa, quý vị sẽ sanh vào cảnh giới là vô sắc giới. Như vậy là ba cái cảnh này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó là một cái vũ trụ bao la đối với quý vị. Bởi vì quý vị chưa đứng trên nó. Quý vị đứng trên nó thì thấy nó nhỏ giống như một hạt tiêu, một cái hạt cát nhỏ, hay là một cái đầu nhọn của mũi kim. Nó nhỏ như vậy đó. Nếu quý vị đứng trên tam giới mà nhìn nó. Bởi vì quý vị đã thoát ra khỏi tam giới thì mới nói được cái câu giống như là thiền sư Nghĩa Tồn ngày vừa nói. Như vậy thì qua cái lời nói của thiền sư Nghĩa Tồn, một, trước tiên là ngài dạy chúng, sau nữa là ngài thị quy cho cái sự hiểu thấu rõ ràng cái bản thân, sự thông suốt rõ ràng cái bổn tánh. Vì vậy mà thiền sư mới mở tiếng mà thành lời như vậy. Còn người đời bây giờ quý vị vẫn thấy có những người họ nói rất là giỏi, họ nói rất là hay, nhưng mà họ chỉ là cái khẩu đầu thiền, có nghĩa là thiền ở trên môi miệng mà thôi. Mà cái người mà thiền trên môi miệng mà thôi thì tất cả tham sân si ở trong bản tâm vẫn còn đầy đủ. Bởi vì vậy mà thiền tông một gậy đưa ra, có nghĩa là để bật đi những cái văn ngôn tứ cú, để cho quý vị mới quay trở về ở trong cái tâm của mình. Trong Phật Pháp chia ra rất rõ ràng, những người nào mà còn đọc tụng để mà hiểu, tất nhiên là tiểu thừa. Những người nào mà rời khỏi đọc tụng để mà đi vào ở trong cái nội tâm của mình là đại thừa. Còn những người nào mà dùng cái tâm từ bi rộng lớn, thương xót muôn loài chúng sinh, đó là thượng thừa. Thành ra quý vị phải là bậc là tệ lắm cũng là phải bậc đại thừa. Có nghĩa là các bậc phải thường xuyên quán chiếu tâm của mình. Các bậc mà thường xuyên thấy được lỗi của mình chứ không thấy được lỗi của người. Quý vị thấy lúc mà Lục Tổ Huệ Năng, ngài đánh thằng Hội một cây. Ngài hỏi thằng Hội rằng có đau không? Thì thằng Hội nói rằng đau và chẳng đau. Rồi thằng Hội lại hỏi lại Lục Tổ, vậy chứ ngài thấy hay là không thấy? Thì Lục Tổ nói rằng ta chẳng thấy mà cũng chẳng ham thấy. Quý vị thấy chưa? Ta thấy và cũng chẳng thấy. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng là lời nói của thằng Hội khác mà của Tổ lại khác. Thằng Hội nói đau và chẳng đau. Có nghĩa là Tổ mới nói quở rằng nếu mà nói rằng ngươi đau, tất nhiên là ta đánh ngươi một gậy mà ngươi đau, tất nhiên là ngươi sanh ra cái tâm sân giận đối với ta. Mà nếu mà ngươi nói là ngươi không đau, tất nhiên là cái bản tâm của ngươi có khác nào cây cỏ đâu. Thằng Hội hỏi gật lại Tổ, vậy chứ ông nói rằng ông thấy và chẳng thấy là sao? Tổ nói ngay lập tức, chẳng thấy là ta chẳng thấy lỗi của người, còn ta thường thấy là ta thường thấy cái bản tâm của ta. Quý vị thấy lời của những cái bậc mà cao đức nó siêu thoát không? Rất là siêu thoát. Nhất là bên thiền tâm rất là tự tại. Sự siêu thoát là tự tại đó, làm cho một vị thiền sư đứng ở trên cái tam giới. Bởi vì vậy trong cái thiền tâm ngày xưa đó, những bậc thiền sư là những cái bậc long tượng, những bậc mà siêu thoát đứng trên cái vũ trụ quan này. Người đời bây giờ thì vẫn mở miệng nói là vạn pháp di tâm tạo, tâm làm chủ vạn pháp. Nhưng ở đây dù thầy dùng cái chữ nhưng mấy ai lọt qua được lưỡi hái của tử thần? Quý vị thấy không? Mình tu cho đã, đến mà lúc mà hai vị thiện ác thần đến để mà đưa mình đi thì mình vẫn phải chịu cái luật của nhân quả, mình đi theo cái thiện ác của mình, chứ mình chưa có thoát được. Thành ra người tu muốn thoát được là quý vị phải quay trở về, thấy được cái minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy được minh tâm kiến tánh và nhập vào ở trong cái bổn tâm đó, thì thầy nói thật 1000 chư Phật còn không thấy quý vị, đừng nói chi mà đến cái hắc bạch sứ giả thấy quý vị. Điều đó không có bao giờ có hết. Như thầy bây giờ, thầy thuyết pháp độ sinh, thầy dùng tất cả văn ngôn thầy trình bày đến quý vị, nhưng mà thầy thâu tất cả văn ngôn lại, đố ai mà có thể biết thầy đang ở đâu.
A Di Đà Phật, đây chính là cái chỗ mà các thiền thiền tăng dạy chúng là chỗ này. Đó, bây giờ thầy đang trình bày tất cả những ngôn từ, quý vị biết thầy đang hiện diện ở trong những cái lời nói của thầy. Nhưng mà thầy thâu lại tất cả hết thì quý vị biết thầy ở đâu? Quý vị đâu biết thầy ở đâu đâu. Đừng nói chi quý vị không biết, mà đến tất cả mười phương chư Phật cũng không biết thầy đang ở đâu nữa. Do đó, tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng, thiền tâm tức là một cái phương tiện trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật rõ ràng. Nó ly ngôn ngữ, rồi tại vì chúng sinh từ xưa tới giờ ỷ vào ngôn ngữ nhiều quá. Mà cái người trong cái thời hạ pháp, trong cái thời mà hạ pháp này, họ tu vào trong ngôn ngữ không à. Họ chưa có rời được ngôn ngữ. Nếu mà họ không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì thầy không biết họ sẽ trụ ở đâu á. Thành ra kêu mà quý vị đi mà tu đó mà buông cái chữ A Di Đà Phật họ buông không được. Tại vì họ buông cái đó thì họ hết cái chỗ mà bám víu vào A Di Đà Phật. Nhưng mà giới thiền tâm á, càng bám víu là càng bị trói buộc. Muốn khỏi trói buộc thì hãy buông tất cả tay ra, cho tất cả nó được tự tại, thì nó mới thoát được cái sự trói buộc đó. Vì vậy ngày hôm nay thầy trình bày qua cái phần công án này để cho quý vị biết rằng đạo không do nói mà thành, mà phải tích cực hồi quang phản chiếu, nhìn vào trong bổn tâm của mình. Lâu ngày những vọng tưởng từ bao nhiêu kiếp cho đến hiện giờ nó là một cái tạp khí, nó sẽ tiêu vong đi. Thì bây giờ cái tạp khí nó tiêu vong thì cái bản lai diện mục của quý vị nó hiện tiền ngay lập tức. Thì bây giờ đại chúng mới à lên một tiếng và nói, à, chẳng dè cái ông thiền sư Tiếp Phong này, ông nói một câu sao mà hy hữu quá như vậy. Chứ bây giờ quý vị đọc, quý vị nghe thì nghe vậy thôi, chứ quý vị chưa có à được, quý vị chưa có ồ được. Là tại sao? Là tại vì trong tâm quý vị vẫn còn những tạp khí nó che đậy. Quý vị chưa thấy được bản lai diện mục qua cái lời nói của ngài Tiếp Phong thiền sư. Hôm nay thì thầy chỉ trình bày công án Tiếp Phong này đến với đại chúng. Thầy mong rằng cái phương tiện thiện xảo của chư tổ sư thời xưa sẽ giúp ích cho được quý đại chúng ít nhiều trên con đường trở về bảo sở, trên con đường trở về trong cái bản lai diện mục của chính mình. Hôm nay để tiếp tục về cái phần giảng của Bích Nhâm Lục, thầy tiếp tục và tiếp tục đi vào công án của ngài Dân Môn Đại Sư. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái công án của ngài Dân Môn Đại Sư. Như tất cả quý đại chúng đã rõ, thiền tông được truyền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Hoa thì ngài truyền cái tổ vị lại cho Huệ Khả Đại Sư, và từ Huệ Khả Đại Sư truyền tổ vị cho Tăng Sáng Đại Sư, và Tăng Sáng Đại Sư truyền tổ vị cho Đạo Tín Đại Sư, Đạo Tín Đạo Sư truyền tổ vị lại cho Hoàng Nhẫn Đại Sư, và sau cùng thì đến Lục Tổ Huệ Năng. Thì từ tổ Huệ Năng, trong cái đạo tràng của tổ Huệ Năng, như tất cả quý đại chúng đã biết, đã có 43 vị đắc pháp. Trong đó thì có hai vị thượng thủ, một vị là Hoài Nhượng Thiền Sư và một vị là Hành Tư. Từ hai vị Hoài Nhượng và Hành Tư này, cái dòng thiền của tổ được chia ra làm 5 dòng. Ngài Hoài Nhượng truyền pháp lại cho Mã Tổ, và Mã Tổ truyền pháp lại cho ngài Bá Trượng. Bá Trượng truyền lại cho hai vị đệ tử là Linh Hộ và Hy Dân. Thiền sư Linh Hữu thì khai tổ Uy Ngưỡng, và thiền sư Hy Dân thì có đệ tử là thiền sư Nghĩa Quyền, khai tổ của dòng Lâm Tế. Và bên thiền sư Hành Tư thì truyền pháp cho ngài Hy Thiên. Dưới ngài Hy Thiên thì có Duy Nghiễm và Đạo Ngộ. Từ hai vị này phát xuất ra 3 dòng thiền, đó là dòng thiền Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Như vậy thì quý vị thấy rằng từ một cái nhánh của thiền tông, nhưng mà đến thời Lục Tổ Huệ Năng là tại vì tùy theo cái căn cơ và trình độ của chúng sinh thời bấy giờ mà dòng thiền tông được chia ra làm 5 dòng chánh. Thì bây giờ đây là một cái công án của một cái vị thiền sư. Nhà thiền sư này tên là Văn Hiển, và cũng có cái thời người thời bấy giờ cũng gọi là Dân Môn Đại Sư.
Thì bây giờ cái công án của Ngài Dân Môn Đại Sư như thế nào? Thầy xin đọc và quý đại chúng lắng nghe, rồi và thầy sẽ mời tất cả quý đại chúng cùng thầy để mà mình xem cái công án này nó có một cái gì đặc sắc và nó có cái những cái gì mà nó khiến cho những tăng chúng thời bấy giờ học trong cái công án này mà thấu được cái bản tâm. Thầy xin đọc để cho tất cả quý đại chúng lắng nghe. Dân Môn Đại Sư nói: không hỏi các ông về trước ngày 15 hoặc sau ngày 15, thử nói một câu xem. Và khi đại chúng im lặng không trả lời, thì Dân Môn Đại Sư tự trả lời: ngày nào cũng là một ngày đẹp. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng nghe thầy nói rõ rồi ha. Như vậy thì mỗi vị đại chúng cư sĩ, thầy mời tất cả quý vị nào mà hiểu được cái công án này thì giơ tay lên để trình bày công án này. Ở đây về vấn đề công án là vấn đề tu tập để đi vào ở trong cái chân như bổn tánh. Do đó ở đây không có vấn đề đúng hay sai, mà cái vấn đề là quý vị cứ việc trình bày những phần nào mà quý vị đã hiểu trong tâm. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà thầy đưa cái cuốn Bích Nhâm Lục ở lên cái trong đạo tràng Quán Thế Âm Tây Diện là thầy muốn cho quý đại chúng biết về tất cả các những thiền chủ thời xưa, những cái vị mà đã minh tâm kiến tánh, và những cái lời nói của những vị đó được ghi thành vào trong sách. Và cuốn Bích Nhâm Lục là một cuốn sách ghi tất cả là 100 công án của tất cả các chư thiền đức thời xưa. Hôm nay thì thầy sở dĩ thầy đưa Bích Nhâm Lục thì như thầy vừa trình bày là để giới thiệu những vị thiền chủ thời bấy giờ, cũng như để cùng quý vị, nghĩa là tham khảo để thấy được cái ý tưởng của quý vị qua những cái phần mà học kinh điển. Bây giờ thầy xin trước hết là thầy xin nói về cái tiểu sử của Ngài Dân Môn Đại Sư. Thiền sư Dân Môn còn gọi là tên thật của Ngài là Thiền sư Dân Yển, họ Trương. Ngài quê ở Gia Hưng, đại sư xuất gia với luật sư Chí Trường ở chùa Không Dương. Khi mà tuổi đồng ấu có nghĩa là khi mà tuổi còn trẻ đó quý vị. Đến khi tuổi trưởng thành thì đại sư thọ cụ túc giới tại giới đàn Tỳ Lăng. Đại sư tự nhận thấy tâm mình chưa sáng suốt nên thưa với thầy để được đi du phương học đạo. Khi đại sư đến đạo tràng Mục Châu tham vấn ngài Trần Túc Tôn thì Trần Túc Tôn thấy sư liền đóng cửa không tiếp. Bây giờ sư gõ cửa, Trần Túc Tôn ở bên trong hỏi ra: thầy là ai? Thì sư thưa rằng: dạ con. Trần Túc Tôn hỏi tiếp: đến đây để làm gì? Đại sư thưa: tâm con chưa được sáng, đến đây để nhờ thầy chỉ dạy. Trần Túc Tôn mở cửa hí ra nhìn sư rồi đóng cửa lại. Và vị Trần Túc Tôn này làm như thế liên tiếp trong 3 ngày. Khi mà Dân Môn Đại Sư đến để mà tham cầu để mà học đạo. Đến ngày thứ 3, khi mà Trần Túc Tôn vừa mở cửa thì sư Dân Môn cố lấp mình để mà chen vào. Bây giờ thì Trần Túc Tôn mới nắm sư lại và hỏi: nói. Bây giờ thì sư Dân Môn suy nghĩ. Trần Túc Tôn xô ra và mắng rằng: đời Tần dồi dùi sôi lăn, có nghĩa là cái dùi của đời nhà Tần nó sôi lăn. Và đóng cửa lại. Bây giờ thì Ngài Dân Môn sợ rằng Trần Túc Tôn đóng cửa lại thì sẽ không được diện kiến với Trần Túc Tôn. Do đó Ngài tìm cách, Ngài đưa cái thân mình vào để mà Ngài làm cho cánh cửa không đóng lại. Nhưng mà Trần Túc Tôn sức mạnh hơn, ở trong Ngài dập mạnh vô. Do đó cái chân của Ngài Dân Môn kẹt ở trong cửa và bị gãy. Chính cái sự đau đớn này làm cho đại sư Dân Môn đại ngộ. Bây giờ thì Trần Túc Tôn mới mở cửa ra và khuyên đại sư Dân Môn đến tham vấn với thiền sư Tiếp Phong. Đại sư Dân Môn đến đạo tràng của Tiếp Phong thì thấy một vị tăng, sư liền hỏi: hôm nay thượng tọa ngài có lên núi chăng? Vị tăng đáp rằng: tôi sẽ lên. Đại sư nói: tôi có một việc nhờ thầy hỏi giùm hòa thượng Tiếp Phong, nhưng không được nói với ai. Vị tăng đáp rằng: dạ thưa được.
Đại sư nói với vị tăng, khi thầy lên núi gặp Hòa Thượng Thiết Phong đang giống chúng chỉ dạy, ông nên nắm cổ tay Hòa Thượng và nói, ông già ở trên cổ mang gông, sao chẳng cởi đi. Và vị tăng này đã làm đúng lời của dân môn chỉ dạy. Bây giờ thì Hòa Thượng Tuyết Phong bước xuống tòa, thọp ngực của vị tăng này và nói, hãy nói mau, nói mau. Vị tăng này suy nghĩ không đáp được. Hòa Thượng Tuyết Phong buông ra và bảo, đây chẳng phải là lời nói của ông. Vị tăng thưa rằng, đây chính là lời nói của tôi. Tuyết Phong bấy giờ mới sai vị thị giả đem gậy lại. Thì vị tăng hoảng hốt mới thưa, bạch Hòa Thượng, đây không phải là lời của con, mà chính là lời của ông tăng đang ở dưới núi. Tất nhiên là muốn chỉ đây là lời nói của vị đại sư dân môn đang còn ở dưới núi. Hòa Thượng Tuyết Phong bấy giờ mới dội bảo đại chúng, tất cả đại chúng hãy xuống núi để tiếp rước một vị thiện tri thức của 500 người. Và hôm sau khi đại sư dân môn gặp Tuyết Phong thì Hòa Thượng Tuyết Phong hỏi, nhân duyên gì mà ông đạt được cái tâm ấy? Sư bèn cúi đầu, và Tuyết Phong ấn khả cho đại sư dân môn. Vào niên hiệu Càn Long năm 955, nhà Hán ngày mùng 10 tháng 4, thì đại sư ngồi ngay ngắn và thị tịch. Và một cái công án mà đại sư Vân Môn thường dạy 500 vị tăng sĩ thời bấy giờ trong cái đạo tràng Vân Môn, là cái công án mà sư thường nói là không hỏi ông về ngày trước 15 hay sau ngày 15, thử nói một câu xem. Và khi đại chúng im lặng không trả lời thì chính đại sư tự trả lời, ngày nào cũng là ngày đẹp. Cái công án này là một cái công án rất có giá trị. Và những người nào mà tự hồi quang phản chiếu trong cái nội tâm của mình, nhờ cái công án này có thể đi sâu vào được trong cái bản tâm, bản tánh của mình. Bởi vì như các chư thiền đức cũng đã trình bày, công án sở dĩ mà đại sư dân môn ngày trình bày trước 500 vị thiện tri thức như vậy là để cho những vị này hiểu được và buông dứt đi những cái vọng tưởng, những cái vọng niệm của bản tâm để đi vào ở trong cái tự tâm. Thành ra những người nào mà đọc được công án và những người nào có thể buông rơi tất cả những vọng tưởng thì có thể đi vào được trong cái con đường này. Còn nếu mà dùng cái ý tưởng mà để mà hiểu biết công án này thì người đó đi xa ngàn dặm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy cái câu này là cái câu mà kêu là bạc tất cả ngôn tự tứ cú. Thì thường thường người tu thời bây giờ thì tất cả quý đại chúng thường thấy rằng thường bị dính mắc vào cảnh sắc trần, thường bị dính mắc vào những cái pháp trần, do đó mà trong tâm không được thông dong và tự tại. Khi mà làm việc gì thì cũng khởi tâm phân biệt. Và thầy cũng đã trình bày với quý vị trong cái công án của thiền tông đó, quý vị mà khởi cái ý thức tâm vô cứ như là sai biệt rồi. Bởi vì cái ý thức nó là một cái bản tánh sanh diệt, và cái chân tánh của bản tâm nó là cái chân tánh thường trụ bất sanh bất diệt. Do đó dùng cái ý thức mà đi tìm cái bản tánh thì nó khó mà vào được. Do đó công án này nó có công năng là đập tan sự phân biệt của ý thức. Quý vị nghe thầy nói kỹ ha. Công án này nó có công năng là đập tan sự phân biệt của ý thức. Thời xưa đó, bây giờ mà trong những cái nhà mà tu thiền thời xưa đó, khi mà họ muốn xuống tóc đó, hay họ làm những cái việc thiện, họ làm những cái việc gì mà họ thấy rằng muốn có được lợi đó, thì họ thường chọn những ngày đẹp trời, ngày 15. Chẳng hạn như bây giờ cái tục lệ vẫn còn ngày 14 hoặc là ngày 15 xuống tóc. Thì vào ngày 15 thì tất cả mọi người cho rằng ngày đó là cái ngày rất đẹp. Nên các thiền sinh thời bấy giờ chọn ngày này để làm đủ mọi việc. Vì dân môn đại sư biết đây là một cái ý tâm khởi lên. Mà cái người tu thiền mà ý tâm khởi lên như vậy thì bao giờ mới đạt ngộ được cái bản lai diện mục của chính mình. Do đó ngài mới xuống một cái cây gươm. À, cây gươm này kêu là coi giống như là cây gươm mà kêu là của kêu là Thái A Kiếm vậy đó nha, chặt đứt tất cả những cái sự mà trói buộc ở trong cái tâm tưởng quý vị bằng một cái công án như vậy. Bởi vì quý vị còn vướng mắc thì quý vị sẽ không đi vào được trong cái bản tánh tự tại được. Và cái câu này là cái câu mà nó chặt đứt tất cả những cái chi tiết vướng mắc của ý thức ở trong tâm của tất cả thiền sinh thời bây giờ. Đây là một cái mũi tên mà ngài Vân Môn đã dùng để bắn, để chi?
để giúp cho tất cả những thiền sinh thời bấy giờ ly được trần cảnh, ly được những cái pháp chấp và ly được những cái tướng chấp. Để chi? Để phá vỡ những cái thành ấp của ý thức. A Di Đà Phật. Vì vậy mà trong cái công án này, thầy mong rằng quý đại chúng hãy suy ngẫm và nên đạt được cái ý vô sinh trong lời dạy của Ngài Dân Môn Thiền Sư. Thầy nói rõ ràng, thầy mong quý vị đạt được cái ý vô sinh trong lời dạy của Dân Môn Thiền Sư. Có nghĩa là thầy muốn quý vị không có dùng ý thức để đi vào ở trong công án này. Quý vị hãy ngồi hồi quan phản chiếu để tự thấy được cái công án này. Nó sẽ giúp cho quý vị thấy được cái bản lai diện mục mà từ xưa tới giờ Tổ Huệ Năng đã dùng qua cái câu mà khai ngộ. Quý vị thấy Tổ Huệ Năng nói câu rất hay phải không? Quý vị nào còn nhớ cái câu mà của Huệ Năng Ngài nói hay không? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Đây là cái câu mà nó tuyệt đi tất cả những cái ý tình, ý tưởng của tâm. Và nó là cũng là một cái gươm chặt đứt tất cả những dây trói buộc, xiềng xích những người tu bị vướng mắc từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Do đó Ngài Dân Môn, Ngài cũng dùng cái công án này để phá đi những cái vướng mắc mà thiền sinh thời bây giờ thường bị vướng vào. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì tạm thời thầy đi qua một cái phần khác. Quý vị nên để tâm suy ngẫm về công án này. Biết đâu quý vị là những người thượng căn, quý vị có thể đọt được cái công án này và quý vị có thể thấy được cái bổn tâm của chính mình vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đi đến cái công án kế tiếp. Đây là một cái công án kế tiếp mà thầy mời tất cả quý vị lắng nghe. Có một vị thượng tọa là Huệ Siêu hỏi Đại Pháp Nhãn Thiền Sư rằng: Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng, Phật là gì? Đại Pháp Nhãn trả lời: Chú là Huệ Siêu. A Di Đà Phật. Để thầy biên ra để cho quý vị thấy rõ cái câu này trước khi thầy mời quý vị lên cùng nhau trình bày cái tri kiến của quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy vừa biên lên cái công án của Thượng Tọa Huệ Siêu hỏi Đại Sư Pháp Nhãn. Huệ Siêu hỏi Đại Sư Pháp Nhãn như vậy: Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng, Phật là gì? Thì Đại Pháp Nhãn trả lời: Chú là Huệ Siêu. A Di Đà Phật. Thầy đã nói với tất cả quý vị ở trong đây không có đúng hay sai, bởi vì đây là tri kiến và cái đúng là đúng ở tâm của tất cả quý vị. Thành ra những người khác có trình bày đây là sai hay đây đúng đều thật hết, bởi vì quý vị trình cái tri kiến là qua sự đúng của chân tâm quý vị. Thầy trình bày cho quý vị nghe điều này. Thành ra quý vị đừng có sợ đúng hay sai, mà quý vị cái việc trình bày, bởi vì cái sự trình bày là cái sự chân thật của bản tâm của quý vị. Và khi mà mình trình bày chân thật bản tâm của mình thì đúng hay sai là do của mình chứ không phải là của người khác. Thành ra người khác không có thể nói rằng cái gì đó nói đúng hay là sai, bởi vì có thể là đúng hay sai đối với bên ngoài, nhưng mà với cái tâm của vị đó thì nó thật sự nó đúng. Thì bởi vì đúng thì người ta mới có thể lên trình bày, phải không? Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ phải không? Mỗi một vị trình bày là đều đúng theo cái bản tâm của vị đó. Do đó mình là những người đứng bên ngoài, mình không có nên có vấn đề đúng hay là sai. Bởi vì khi mà trình bày một cái kiến giải như vậy, tất nhiên là quý vị đã nói theo cái bản tâm của mình. Bởi vì nói về kiến giải không phải là người nào cũng đến với kiến giải đại ngộ hết. Có những cái người kiến giải họ rất thấp, họ hiểu về trong cái ngôn từ, họ hiểu về trong cái ngôn ngữ và văn từ của câu đó. Có những người họ sâu hơn thì họ đi vào ở trong cái cú cánh của câu đó. Có những người họ đi sâu hơn nữa thì họ vào ở trong cái Phật tánh của cái câu đó, cái bản tánh của câu đó. Mà hãy bản tánh của câu đó thì nó trùng với Phật tánh của tâm. Do đó quý vị đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng cái người này nói sai hay người kia nói đúng, bởi vì người đó nói là đúng theo ý tâm của người đó. Do đó những vị đó trình bày như vậy. A Di Đà Phật. Còn quý vị mà nói là người đó trình bày đúng hay sai thì tất nhiên là quý vị đã sai. Và bây giờ trước khi thầy đi vào trong công án này thì thầy cũng trình bày về tiểu sử của Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Quý vị biết rằng sở dĩ mà thầy mở cái room mà thầy giảng Bích Nhâm Lục là chẳng qua thầy muốn giới thiệu đến với tất cả quý đại chúng về những cái thiền chủ, thiền đức thời xưa, để cho quý vị hiểu được tiểu sử, là quý vị hiểu được cái thiền tông và hiểu được những cái công án của thiền tông. Chỉ có vậy thôi,
Còn vấn đề tu tập thì quý vị phải tự cố gắng mà tu tập, hoặc là những người nào có thầy thì phải thân cận bên thầy, để rồi những thầy đó, những vị thầy đó sẽ tùy duyên mà giúp cho quý vị, và cũng tùy theo cái thời tiết nhân duyên nó đầy đủ mà quý vị có thể rớt được tất cả những vọng tưởng phiền não trong tâm mà quý vị đạt vào trong cái bản tánh an lạc. Bây giờ thầy xin vào cái tiểu sử của Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Ngài Đại Pháp Nhãn Thiền Sư còn gọi là Thiền Sư Văn Ích, và Đại Sư là người khai sáng tông Pháp Nhãn, chính thầy cũng là con cháu trong cái dòng Pháp Nhãn Thiền Tông đây. Đại Sư Pháp Nhãn họ Lỗ quê ở Như Hàn, xuất gia với Thiền Sư Toàn Dĩ ở viện Ký Thông lúc Đại Sư mới 7 tuổi. Năm lên 20 tuổi thì Đại Sư thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Khai Nguyên. Sau khi thọ giới đàn xong thì việc đầu tiên là Đại Sư đến Mậu Sơn Minh Châu để học giới luật với luật sư Hy Giác. Luật sư Hy Giác thường đi khắp Tòng Lâm và khoe với các thiền giả thời bấy giờ là Đại Sư Đại Pháp Nhãn rất là thông tất cả những luật và có một cái trí tuệ rất là thắng diệu siêu việt. Khi Đại Sư Pháp Nhãn học xong tất cả các luật tạng, liền xin thầy để được đi du phương tham học. Đầu tiên thì Đại Sư đến Phước Châu tham học trong đạo tràng của Thiền Sư Trường Khánh. Ở nơi đây, mặc dầu Đại Sư Pháp Nhãn chưa thật sự minh tâm kiến tánh, chưa đạt đến đại ngộ, nhưng mà các tăng sĩ trong đạo tràng của Ngài Trường Khánh rất là kính nể. Một hôm Đại Sư Pháp Nhãn kết bạn được với những vị thiền sư như là Thiện Tu và Hùng Tiến, và cả ba đều đồng ý rời bỏ đạo tràng của Trường Khánh để đi hành khước. Cái vấn đề chữ hành khước có nghĩa là thời xưa đó, những cái vị thiền sư thời bấy giờ, nếu mà vào ở trong một cái đạo tràng mà học đạo mà với cái thời gian vài năm mà vẫn không được minh tâm kiến tánh thì những vị này bắt buộc phải đi hành khước, có nghĩa là đi du phương đến một cái đạo tràng khác để nhờ những cái vị mà thiện tri thức ở đạo tràng khác, những vị đó đã minh tâm kiến tánh rồi, có thể cởi trói cho những vị này. Chứ danh từ hành khước có nghĩa là mình đi đến một cái đạo tràng khác để mình học hỏi thêm, để đạt đến cái trình độ là minh tâm kiến tánh, thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Khi ba vị đi đến viện Địa Tạng thì bấy giờ trời trở tuyết, nên cả ba đều vào viện để xin trú ngụ. Đúng ra thì đây là một cái nhân duyên của Thiền Sư Đại Pháp Nhãn. Do đó thay vì Ngài không có dừng lại ở viện Địa Tạng, Ngài tính đi nữa. Nhưng mà tại vì bấy giờ trời đổ tuyết rất là nhiều, đường xá nó ngập tuyết hết, do đó ba vị mới không thể tiến bước được. Chứ nếu mà ba vị tiến bước được thì thầy không biết rằng Ngài Đại Pháp Nhãn sẽ đắc ngộ với những vị thầy nào. Nhưng mà đây là có lẽ là trong thiền tông gọi là cái thời tiết nhân duyên nó đầy đủ, do đó nó khiến tuyết rơi như vậy, do đó ba vị mới vào ở trong viện Địa Tạng để mà xin trú ngụ. Mà vị thiền sư ở viện Địa Tạng tức là Quế Sơn, Quế Sâm thiền sư. Vị này là một cái vị mà chứng ngộ. Vị này là một vị đã thấy được cái minh tâm kiến tánh. Vì vậy đây là phước báo cho ba vị thiền sư vì trời tuyết mà được vào ở trong cái viện Địa Tạng để gặp một cái vị thiện tri thức rất là thắng diệu. Trời bấy giờ thì rất lạnh. Thiền sư trụ trì viện Địa Tạng là Ngài Quế Sâm. Khi thiền sư Quế Sâm thấy ba vị vào, liền mời ngồi quanh lò sưởi và hỏi các vị đến đây để làm gì. Thì Ngài Pháp Nhãn thưa rằng chúng con đang đi hành khước. Quế Sâm lại hỏi việc hành khước là như thế nào. Đại sư Pháp Nhãn thưa dạ con chẳng biết. Bây giờ thì Ngài Quế Sâm cười lớn bảo rằng chẳng biết của sư Pháp Nhãn rất là thân thiết. Một hồi lâu thì Đại sư Quế Sâm nhìn ba vị và hỏi trời đất cùng ta đồng gốc, vậy thì sơn hà đại địa cùng các thượng tọa đồng hay là khác? Hay gì là Phật, câu này hay quá ha quý vị. Trời đất cùng ta đồng gốc, vậy thì sơn hà đại địa cùng các thượng tọa đồng hay là khác? Thì Đại sư Pháp Nhãn thưa rằng kính bạch thầy, khác. Bây giờ thì thiền sư Quế Sâm nhìn vào ngài Pháp Nhãn và đưa lên hai ngón tay. Pháp Nhãn hốt hoảng thưa rằng dạ thưa đồng. À, như là Phật.
Quý vị thấy khi mà chưa đắc ngộ á, chưa đắc ngộ á, thì quý vị thấy cái lời nói không? Cái lời nói nó mới gì nói khác rồi, cái thấy có những cái gì mà hỏi mình hơi có hành động hơi lạ lùng, cái nó đồng. Đó là sự chưa đắc ngộ. Chứ nếu mà đắc ngộ rồi á, đắc ngộ rồi thì không có cái hành động này đâu. Quý Sâm bây giờ đứng lên, đưa hai ngón tay, cười cười rồi ra đi. Và khi trời tuyết đã tan, thì bây giờ ba vị đều đứng lên và từ biệt ngoài ngài Quế Sâm để ra đi. Quế Sâm đưa ra tới cửa và hỏi rằng: à, ngài Quế Sâm này cũng là một cái thiện tri thức của ba vị này nha, thành ra mới đặt đi đi ra tới cửa mà vẫn còn đặt câu hỏi. Chứ thường thường mà những cái vị tăng sĩ mà đến đạo tràng rồi đó, khi mà họ ra về đó, nhiều vị viện chủ thời bấy giờ họ chỉ chào rồi họ ở trong thôi, mặc cho quý vị ra ngoài cửa và quý vị đi. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ là nhân duyên của ngài Đại Pháp Nhãn nó đầy đủ, do đó khi mà ba vị tiến ra ngoài cửa để đi thì là Quế Sâm thiền sư ngài cũng đứng dậy và đưa ba vị này ra đến cửa. Khi ra đến cửa thì ngài Quế Sâm hỏi: tôi xin được hỏi ba vị, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy thì cái tảng đá hiện tại nó nằm ở trong cái sân này, nó là ở ngoài tâm hay là nó nằm ở trong tâm của các vị thượng tọa? A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài Quế Sâm là một cái tay kêu là lão luyện ha. Ngài trước khi mà ngài đặt một cái câu hỏi như vậy, ngài phải vô trước tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức ha. Rồi sau đó ông mới chỉ tảng đá hỏi rằng: vậy cái tảng đá nằm ở trong cái diện của tôi nè, bây giờ nó là nằm ở trong tâm của các ông hay là nằm ngoài tâm các ông? A Di Đà Phật, câu hỏi rất hay ha. Bởi vì chính vì thầy thấy rằng ở bên cái công án của thiền tông nó nhiều cái rất là hay, do đó thầy mới đem vào ở trong Quán Thế Âm Thiền Viện để thầy cùng với quý vị nghĩa là chia sẻ với nhau. Chứ còn quý vị học kinh điển thì thầy thấy quý vị học cũng nhiều rồi, kinh điển thầy cũng giảng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái Bát Nhâm Lục thì nó hơi khác lạ một chút nha, nó hơi khác lạ một chút. Có những vị thiền sư họ nói rằng Bát Nhâm Lục không nên giảng, như vậy là sai lầm. Mặc dầu người ta nói rằng thật 49 năm Phật chưa từng nói một lời, nhưng mà thật sự tràn gian đại hải biết bao nhiêu là thuyết của Phật. Cái chỗ này quý vị phải suy ngẫm lại. Nếu mình đạt ngộ được chân tánh, mình không nói một lời, làm sao mình độ chúng sinh? A Di Đà Phật. Thành ra mình phải hiểu được cái điều này. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng, nghĩa là mình ngưng tất cả đi vào trong cái vô tưởng là đạt cái chân tánh. Cái điều đó sai lầm lắm. Quý vị giàu mà có ngưng tất cả tư tưởng để quý vị vào ở trong chân tâm thì đây là cõi trời vô tưởng mà thôi, cũng chưa phải là chân tánh nữa. Chỗ chân tánh là nghĩa là tự tại thông dong, chứ không phải là một cái sự đình trệ của cái tư tưởng của mình. Mà người nào đại ngộ sẽ thấy được những cái điều này, nó là một cái vấn đề xảy ra trong chớp mắt đối với tâm quý vị. Nếu mà những cái công án này nó bắt tất cả mọi hành giả không có trả lời, thì tại sao các thiền sư đem vào ở trong cái thiền viện để dạy để làm gì? Các thiền sư hỏi những vị tăng trong đó để coi cái trình độ của những vị này đạt đến đâu. Nó phải có cái trình độ. Chứ đừng nói công án là cái mà bạc ý quên lời, không phải như vậy. Nếu bạc ý quên lời thì Đức Thích Ca ngài đã nhập Niết Bàn rồi, chứ ngài đâu có giảng pháp trong 49 năm để làm gì. Thì vì vậy mà những vị vô minh, thầy mong rằng quý vị thấy rõ những điều này. Phải đem cái sức đại từ bi của mình, đại dũng mãnh của mình, thấy được cái bản tâm, bản tánh của mình để trình bày, để đem đây đến một cái kinh nghiệm cho đại chúng để cùng tu. Đừng có bạc ý mà chặn mất hết tất cả những cái lối đi của những người đi trước. Như vậy là quý vị có lỗi đó. Bây giờ thì ngài Đại Pháp Nhãn mới thưa rằng: dạ kính bạch thầy, cái tảng đá này ở trong tâm con. A Di Đà Phật. Ngài Quế Sâm cười lên, cười ha hả và bảo rằng: các người học đạo mắc ngó mớ gì mà để tảng đá ở trong tâm như vậy? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Bởi vì khi mà mình chưa ngộ đó, mình chưa ngộ mình dễ bị vướng mắc lắm. Mà mấy ông thiền sư đó là mấy ông đó là rất là lão luyện, thành ra dồn mình vào ở trong cái cửa bí á. Dồn mình vào trong cửa bí á để chi? Để cho mấy ổng nghĩa là tùy sức mà đập gậy lên trên cái lưng của mình. Bây giờ thì đại sư Pháp Nhãn nghe cái lời này thì biết rằng mình chưa minh tâm kiến tánh, do đó không trả lời
và xin thiền sư Quế Sâm cho ngài ở lại cái viện Địa Tạng để mà nghiên cứu về các công án này. Thì ngài Đại Pháp Nhãn Từ Giả hai vị huynh đệ, ngài ở lại cái viện này, và trong hơn một tháng ngài nhập thất, quên ăn, bỏ ngủ, dùng hết cái tất cả tâm lực để tìm ra được cái câu trả lời mà tảng đá ở trong tâm hay là ngoài tâm. Và mỗi khi mà ngài gặp thiền sư Quế Sâm trình bày, đều bị Quế Sâm gạt bỏ. Và Quế Sâm thường nói rằng Phật pháp của ta không phải như thầy như vậy. Quý vị thấy một vị thiền sư mà đã có một cái sự hiểu kiến giải rất là sâu sắc rồi, nhưng mà khi mà bị Quế Sâm đưa vào ra cái công án này thì lại bịt lối đi, trả lời không nổi. Hơn một tháng trời mà nhập thất để mà tìm tất cả mọi tri kiến, môi tất cả những sở tri, những tri kiến từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay để mà trả lời câu hỏi đó, mà cũng không trả lời nổi nữa. Bởi vì lần nào mà mở miệng ra đó thì Quế Sâm cũng nói Phật pháp của ta không phải vậy. Ai vậy là Phật. Bây giờ thì đại sư buồn bã, đại sư định từ giả ra đi, thành ra đại sư Pháp Nhãn nói rằng: Kính bạch thiền sư, con đã hết lời cùng lý rồi. Ai vậy là Phật. Quý vị thấy không? Quế Sâm thật là một cái người mà lâm tưởng, biết như là dồn người đến cái chỗ mà cạn ý, như là hết lời. Thì thật sự như vậy. Một tháng ở đó, trình bày tất cả tri kiến, lôi từ tri kiến vô thủy cho tới tri kiến hiện tại cho đến vị lai. Tất cả cái gì lôi được, ngài Pháp Nhãn đều lôi ra hết để trình bày. Mà rốt cuộc lần nào cũng bị như là Quế Sâm chê Phật pháp không phải như vậy. Do đó ngài nghĩ rằng mình túc nghiệp sâu dày, không hiểu được cái ý của tổ. Ngài buồn bã định nghĩa là ra đi. Và trước khi ra đi thì ngài cũng nói một câu mà quý vị thấy là cái câu nói này chứng tỏ rằng ngài không còn một cái gì trong tâm nữa hết á. Kính thưa ngài, con đã hết lời cùng lý rồi. Đà Phật, cái chỗ này là lúc này là nó mới thật sự đến nè. Môi hết rồi đó, hết lời cùng lý rồi đó. Đã hết lời cùng lý rồi. Thì bây giờ Quế Sâm mới bảo, nếu luận về Phật pháp thì tất cả đều hiện thành. A-di-đà Phật. Qua cái câu nói này thì toàn thân của ngài Pháp Nhãn chấn động và ngài đạt ngay đại ngộ. A-di-đà Phật. Quý vị thấy dòng Pháp Nhãn mà vị khai tổ dòng Pháp Nhãn đạt ngộ một cách lạ lùng ha. Đúng ra không phải lạ lùng mà ngài đã đi đến cái chỗ mà kia là ý cùng lời hết rồi. Ở đây kêu là tất cả vọng tưởng nó băng tiêu hết rồi, không còn gì nữa hết. Băng sạch hết rồi. Chỗ này chỉ cần là thiền sư Quế Sâm đưa vô một chút ánh sáng là tự nhiên ngài Pháp Nhãn đạt ngay được. Bởi vậy cái quan trọng của bên thiền là chỗ đó. Quan trọng ở của thiền đó là cái vị mà thiền sinh luôn luôn ở gần thầy. Và vị thầy minh tâm kiến tánh thì mấy vị đó hay lắm. Mấy vị đó biết cách nào mà lúc nào tiến và lúc nào lui. Lúc nào đưa quý vị đến cái chỗ mà kêu là giống như ngài Pháp Nhãn mà trình bày là con đã hết lời cùng lý rồi đó. Đó, cái chỗ đó đó. Thì lúc đó nghĩa là quý vị đó sẽ cho quý vị một cái lời là quý vị thì đạt ngộ ngay lập tức. Bây giờ thì đại sư Pháp Nhãn vui mừng quá, ngài có làm một bài tụng như sau: Lý tột quên tình nói, làm sao có dụ bằng, đến cùng sương đêm sáng, dần già rơi trước khe. Trái chín cùng dưỡng nặng, núi dài giống đường quên, soi đầu toàn chiếu diệu, nguyên là ở phương Tây. Như là Phật, cái chỗ này là chỗ mà nhận được cái bản lai diện mục của chính mình, hiểu được rõ ràng. Và ngoài ra đại sư Pháp Nhãn ngài cũng có làm một cái bài tụng về tam giới như sau: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, duy thức duy tâm, mắt thinh tai sắc, sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm sắc, mắt sắc tai thinh, muôn pháp thành song, muôn pháp chẳng duyên, đâu quán như quyển, đại địa sơn hà, vì là bền vững. Vì là Phật. Thành ra quý vị thấy những lời của những cái vị mà đã đạt ngộ, nó lìa khỏi những cái sự tướng chấp pháp, nó lìa khỏi sự tướng ngã chấp, thấy rõ ràng. Chỗ này quý vị thấy câu nói của ngài không? Mắt thinh mà tai sắc. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi đến cái chỗ mà nó nằm ở trong cái chỗ viên dung rồi. Thường thường á, cái tai thinh mắt sắc mới đúng chứ. Mà cái chỗ này ngài nói là mắt thinh tai sắc, sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm sắc. Cái câu này là hay vô cùng. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái lục căn của mình á,
khi mà quý vị còn phàm nhân á, thì cái lỗ tai nó chỉ nghe được và con mắt chỉ thấy được, mũi chỉ ngửi được. Nhưng mà quý vị mà đạt đến cái chỗ mà lục thông, mà nó thông rồi đó, thì tất cả các căn này nó có thể dùng lẫn nhau được, nó thay thế lẫn nhau được. Tai có thể thấy, mắt có thể nghe. Cái chỗ này là chỗ mà các chư thiền sư đã đi đến, cái chỗ mà chân trời nghĩa là không còn một cái chỗ nào để đứng nữa hết. Vào ngày 17 tháng 7 năm 993 thì đại sư đại pháp nhãn có một chút bệnh, và đích thân vua đã ngự giá đến thăm hỏi. Bây giờ thì đại sư đối đáp những lời Phật pháp rất là chính xác và trôi chảy. Vào ngày mùng 5 tháng sau thì chính đại sư tự tắm gội và lên chánh điện từ giả tất cả tứ chúng và ngồi xếp bằng khi tịch. Quý vị thấy những gì thiền sư ngày xưa, thì các ngài đại ngộ, các ngài không phải giống như cái người bình thường. Giống như kỳ rồi thầy trình bày với quý vị, một vị thiền sư sáng còn đi dạo ở Tùng Lâm, tối về là tự mình tắm rửa, nửa khuya là thị tịch. Đó là sự tự tại của những vị thiền sư. Bởi vì những vị đó đã đi đến cái chỗ mà minh tâm kiến tánh rồi, thì không có cái loại ma nào mà nó có thể làm bệnh các ngài được hết. Các ngài bệnh nhưng mà các ngài dùng cái tư tưởng không bệnh để chế ngự cái bệnh của các ngài. Do đó dùng cái tư tưởng mà không bệnh chế ngự tâm thì quý vị làm cái gì cũng được hết. Kể cả những vị thiền sư biết rằng 10 năm nữa mình mất, nhưng mà tới ngày hôm nay thấy rằng mọi việc mình đã viên thông rồi, sống thêm 10 năm nữa nó vô ích, nó không làm gì được nữa hết. Chẳng hạn thì thầy thí dụ thôi, những cái bậc mà tổ, những bậc tổ là sống để truyền lại cái y pháp của Đức Thế Tôn, để mà truyền lại, để cho cái y pháp đó nó không bao giờ nó tuyệt mất hết. Rồi có những vị tổ rất là may mắn gặp những vị truyền thừa rất là sớm. Và khi mà truyền thừa rồi, dòm lại thời gian còn khoảng 10 năm dài như vậy đó. Mà bây giờ pháp mình đã truyền rồi, mà sống 10 năm dài như vậy thì các ngài không muốn ở nữa. Tại vì pháp đã truyền rồi, các ngài không muốn nữa. Thì sao? Các ngài tự ý mà các ngài thâu thần các ngài đi. Rất là tự nhiên, rất là tự tại. Bởi vì khi mà người đã đạt đến cái minh tâm kiến tánh rồi thì quỷ vô thường nó không có con mắt để ngó. Tất cả những cái mà hắc bạch sứ giả cùng tất cả những chư quỷ thần dương của cõi âm không bao giờ thấy. À, quý vị thấy không? Đó là cái chỗ mà những vị mà thiền sư ngày xưa họ đạt ngộ tới. Ngày hôm nay mình tu chưa đạt ngộ tới thì mình vẫn còn nằm trong cái lưỡi hái của tử thần. Mình vẫn còn nằm trong cái bàn tay của ông Diêm La. Mình không thoát khỏi. Thành ra trên đường tu không phải nói hay, nói giỏi. Mà trên đường tu là phải khởi cái tâm tu thật sự để đi đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Có minh tâm kiến tánh thì mình mới thoát được cái lưỡi hái của tử thần, mình mới thoát được cái bàn tay của ông Diêm La. Còn bằng không thì quý vị không bao giờ thoát được. Quý vị sẽ bị những nhân quả chi phối, sẽ bị những cái vấn đề của mình, nghiệp của mình làm, và mình phải trả dai. Và đồng thời mình sôi lăn ở trong cái dòng lục đạo luân hồi để trả dai những cái nghiệp đó. Ngày nào quý vị đến cái chỗ minh tâm kiến tánh là ngày đó tất cả nghiệp lực đều tiêu hết, không còn một cái gì hết. Nghiệp lực quý vị giống như xương mà khi mà nó gặp ánh mặt trời của cái trí huệ nó bừng sáng rồi, nó tiêu hết, không còn một chút gì. Chỗ của thiền tâm tu là như vậy đó. Chỗ thiền tâm tu là tự mình phát minh ra cái ánh trí huệ nhật quang, Phật quang tự trong tâm mình chiếu soi để tiêu tất cả những vết xương thiệt phiền não nó đang có. Mà khi mà trí huệ nhật quang nó phát sinh lên rồi thì tất cả những cái nghiệp chướng, những cái chướng duyên từ bao nhiêu đời, những cái tập khí bao nhiêu đời nó tiêu tan hết. Mà khi nó tiêu tan thì quý vị đạt đến cái chỗ là cái chỗ mà kêu là miền đất Vĩnh An đó. Có nghĩa là từ đây tới sau quý vị không còn sinh tử nữa. Từ đây tới sau quý vị nằm ở trong cái pháp thân thanh tịnh. Bây giờ thì Đại Pháp Sư Pháp Nhãn thọ được 74 tuổi và ngài được 54 tuổi hạ lạc. Vua ban sắc phong Đại Pháp Nhãn Thiền Sư, và pháp của ngài hiệu là Vô Tướng. Như vậy thì quý vị thấy rằng người xưa tu, quý vị thấy cái sự tu của quý ngài đó không? Các ngài khi không có liễu ngộ, các ngài như ngài Pháp Nhãn quý vị thấy không? Bởi vì bị quỳ Thiền Sư Quế Sâm hỏi con câu thôi, mà ngài thay vì ngài phải cùng hai huynh đệ kia ra đi, mà ngài không ra đi, ngài ở lại để tham cho tận cùng cái công án này, để hiểu cho tận cùng cái công án này. Bởi vì do cái năng lực đó mà ngài mới có đạt được sự đại ngộ. Và ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu quý vị mà tu tập theo công án, quý vị theo công án đó trong một đời này, quý vị đừng bao giờ bỏ, thì có một ngày nào đó quý vị đạt được sự đại ngộ. Những cái vị cổ đức ngày xưa cũng đã từng nói điều đó.
Nếu quý vị tu theo công án mà quý vị ngày ngày thường chăm chú vào công án, tu hành theo công án để phá tất cả những cái pháp trần, những cái lục trần bên ngoài, thì trong kiếp này quý vị sẽ đắc ngộ. Nói một kiếp thì quá lâu dài, nhưng mà con số mà nó có thể đến, có thể là không bao giờ mà nó đi đến con số mà trên 5 hay 10 năm hết. Thường thường quý vị dòm trong cái những vị tôn túc thiền tông thôi, các ngài vào đạo tràng trong vòng 1-2 tháng, có những vị mà nhiều quá là chừng 3 năm hoặc 5 năm, A Di Đà Phật, là khế ngộ ngài, hiểu ngay lập tức, đại ngộ ngay lập tức. Bởi chính vì thầy hiểu được những cái sự ích lợi của cái công án này mà thầy mới lên để thầy trình bày với những người nào có cùng một cái kiến giải, cùng một cái tu về thiền thì sẽ hiểu được những điều này. Quý vị đừng bao giờ thấy công án là quý vị nói rằng công án của các chư thiền tổ là bích đường bích lời, làm sao các con giải được. Đừng có bao giờ nghĩ vậy. Quý vị hãy trình cái tri kiến của quý vị ra, và nhờ trình cái tri kiến đó ra mà những cái bậc thầy quý vị có thể hiểu được quý vị. Bởi vì đây là cái chỗ mà quý vị ráng như là môi tìm từ ở trong cái tâm của mình để quý vị đưa ra, quý vị trình bày. Thành ra cái chỗ này nó quý vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng thầy đã trình bày về tiểu sử của ngài Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Và bây giờ nói về cái câu hỏi của vị thượng tọa Huệ Siêu hỏi Pháp Nhãn. Huệ Siêu xin hỏi hòa thượng, Phật là gì? Pháp Nhãn nói: chú là Huệ Siêu. Tại sao ngài Pháp Nhãn không nói cái câu khác mà nói chú là Huệ Siêu? Thay vì hỏi chữ Phật á, đối với những cái người mà bình thường họ sẽ trình bày nghĩa là dài tràng gian đại hỏi, nào là thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Nhưng mà quý vị thấy ở bên thiền tâm nó rất là ngắn gọn. Thượng tọa Huệ Siêu hỏi: thưa hòa thượng, thế nào là Phật? Thì bây giờ ông Đại Pháp Nhãn trả lời rất là ngắn gọn: chú là Huệ Siêu. Tại sao như vậy? Tại vì ở nơi đâu mà có chúng sinh là nơi đó có Phật. Chú là Huệ Siêu. Như là Phật, thầy nhấn mạnh là chú là Huệ Siêu. Tất nhiên là nói ông Huệ Siêu, ông phải nhìn lại cái bản tâm ông đi, và trong cái bản tâm đó ông sẽ thấy Phật trong đó. Bởi vì vậy trong kinh Pháp, trong cái kinh mà Kim Cang như thế nào: người nào, người tu nào mà lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc mà tìm ta, người đó tu đạo tà, phải không? Quý vị lật lại kinh Kim Cang để thấy rõ ràng lời Đức Thế Tôn nói. Thành ra cái câu này là cái câu mà nó chấn động tất cả tâm não của thượng tọa Huệ Siêu. Thay vì hỏi về Phật pháp mà bây giờ hỏi về Phật là gì, mà bây giờ Pháp Nhãn lại nói chú là Huệ Siêu. Tất nhiên là chỗ mà ngài Pháp Nhãn chỉ thẳng vào ở trong cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là chỗ này đây. Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật chính là chỗ này đây. Ở bên thiền tông không có nói qua ngôn ngữ dông dài, mà chỉ thẳng ngay chỗ bản tánh này đây. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái thiền tông hay không? Rất là hay ha. Quý vị học qua thiền tông, quý vị mới thấy được những cái thắng diệu của thiền tông. Mới thấy rằng những cái văn ngôn, những cái tứ cú vào tới đây nó đều bật đường hết, nó không còn chỗ nào đi hết. Vào đến đây tất cả những gì mà quý vị mà thiêu nó cho nó đẹp, để dành nó trong tâm, nó đều phải rơi rớt hết. Nhưng mà phải có vị thầy hay. Vị thầy hay giống như là Quế Sâm như vậy đó. Dồn ngài Đại Pháp Nhãn vào cái chỗ mà hết lời cùng ý á, thì quý vị mới thấy được cái chỗ này. Còn mà quý vị còn lời còn ý á, thì quý vị cứ lấy tư tưởng mà quý vị phát ra thôi. Phát hoài không biết chừng nào hết. Vì vậy mà thầy sẽ dùng cái quán thanh thiền viện này, thầy dồn quý vị đến cái chỗ mà cạn lời cùng ý với ngài Pháp Nhãn, rồi thầy đập cho một gậy, rồi người nào đứng dậy cũng phát quang hết. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ tất cả chư công đức tăng ni hiện có mặt trong room, cũng như thầy kính chào tất cả quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát giới đã nhín rất là nhiều thời giờ quý báu để vân tập vào cái quán Thế Âm thiền tông đạo tràng, để cùng với thầy trùng tụng lại những cái kinh điển của những bậc thiền sư thời xưa qua cái cuốn Bích Nhâm Lục. Như tất cả quý đại chúng đã biết là cuốn Bích Nhâm Lục là chứa đựng tất cả là 100 công án do một vị thiền sư ghi chép lại. Và ngày hôm nay thầy thấy rằng những công án này nó rất có giá trị thiết thực, cũng như thầy cũng muốn nhờ công án này để thầy được trình bày đến với tất cả quý đại chúng về cái những phương pháp tu
của những bậc thiền sư thời xưa. Quý đại chúng đã từng nghe thầy giảng kinh Đại Thừa, gần mấy năm nay thầy giảng toàn là kinh Đại Thừa. Hôm nay thầy chuyển qua cái bích nhâm lục, chẳng qua mục đích của thầy là muốn cho quý đại chúng, nhắc nhở quý đại chúng về những cái pháp tu của những bậc thiền sư, những bậc tôn đức ngày xưa. Đúng ra thì nó có tới 1.700 công án. Trong quyển Bích Nhâm Lục chỉ có 100 công án mà thôi. Bây giờ thì thầy xin mời tất cả quý đại chúng đồng lắng nghe. Nếu mà quý vị có một cái ý kiến nào cần tham khảo thì trong cái giờ pháp đàm đó, thầy mời quý vị giơ tay lên để cùng tham khảo về cái công án này. Đúng ra khi mà nói đến cái công án là một phương pháp mà tu để đưa chúng tất cả những cái hành giả tu tiến đến cái chỗ mà tự thấy được cái bản tánh của mình. Tất nhiên là nhờ công án này mà tất cả quý đại chúng đạt được cái ý vô sinh. Do đó trong cái công án này không có luận bàn đúng hay là sai, bởi vì nó có thể đúng theo tâm của tất cả quý vị đang tu. Trình độ của quý vị tu như thế nào thì cái sự tri kiến của quý vị nhìn cái công án này sẽ thấy rõ cái điều đó. Những vị tu cao sẽ nhờ công án này mà có thể chứng nhập được vào ở trong cái tự tánh. Và những vị nào mà mới có thể phát tâm tu cũng nhờ cái sự nghe và biết công án này để giúp cho quý vị có một cái sự tinh tấn trên hành trình tu tập. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Trong đạo tràng của Thiền sư Triệu Châu, khi Thiền sư Triệu Châu lâm pháp tòa, thì trong những vị mà tăng sĩ đang hành khước thời bấy giờ, có một vị thượng tọa đứng lên và thưa hỏi. Cái vị thượng tọa này hỏi Triệu Châu như thế này: kính bạch hòa thượng, Triệu Châu là gì? Bấy giờ thì Thiền sư Triệu Châu đáp: Đông môn, Nam môn, Tây môn, Bắc môn. A Di Đà Phật, quý vị thấy lạ lùng ha. Người xưa tu lạ lùng, trong cái giờ mà tham vấn, thay vì một vị thượng tọa hỏi hòa thượng Triệu Châu, kính bạch hòa thượng Triệu Châu là gì, thì với cái sự mà phàm tình của nhân gian, thì ngài Triệu Châu sẽ giới thiệu mình với đại chúng, cũng như ngài Triệu Châu có thể nói về những gì của mình đến với đại chúng, để cho tất cả đại chúng biết Triệu Châu là gì. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu đáp: Đông môn, Nam môn, Tây môn, Bắc môn. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền sư Triệu Châu, đúng ra ngài có cái tên là Tùng Thẩm. Ngài là một vị thiền sư nói pháp cho thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện. Thiền sư Tùng Thẩm thời bấy giờ người ta còn gọi là Triệu Châu. Sư là người họ Hát thuộc huyện Tào Châu. Đại sư xuất gia khi mà tuổi đồng ấu, có nghĩa là đại sư xuất gia lúc mà còn tuổi trẻ tại Hổ Thông Viện. Bởi vì Triệu Châu xuất gia còn quá trẻ, do đó ngài chưa có thọ của túc giới mà chỉ làm sa di. Khi mà ngài còn sa di thì ngài tìm đến Trì Dương để xin được tham học trong cái đạo tràng của thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện. Khi sư vừa vào trong đạo tràng, lúc bấy giờ thì thấy ngài Nam Truyền đang nằm nghỉ. Thay vì quý vị thấy mình vào ở trong cái đạo tràng cũng như mình vào thất của các chư tăng, mình thấy một vị tăng sĩ nằm nghỉ thì mình sẽ từ từ mình rút lui ra. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, khi mà sư vào trong cái thất, gặp lúc ngài Nam Truyền đang nằm nghỉ thì sư vẫn đứng bên giường thiền. Thì bấy giờ ngài Nam Truyền mới ngước lên ngó sư và hỏi: ông vừa rời nơi nào đến đây? A Di Đà Phật, cái câu này thì quý vị thấy nó cũng quá thường phải không? Tại vì khi mà quý vị gặp một cái người bạn hay là một cái người pháp hữu thì quý vị thường hỏi anh từ đâu đến, thì cái câu này cũng như vậy. Thì Nam Truyền hỏi sư: ông vừa rời nơi nào để đến đây? Sư thưa rằng: con vừa rời Đoan Tượng. Đây là một cái huyện Đoan Tượng. Thì Nam Truyền hỏi: như vậy thì ông thấy cái huyện Đoan Tượng như thế nào? A Di Đà Phật.
Khi mà quý vị, thí dụ quý vị, người ta hỏi quý vị từ đâu đến, quý vị nói quý vị từ Sài Gòn, thì những cái người hỏi thì hỏi như vậy thì quý vị thấy Sài Gòn như thế nào? Thì ở đây cái câu hỏi cũng như vậy. Như vậy thì ông vừa rời đoan đoan tượng, nhưng mà ông thấy đoan tượng như thế nào? Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu thưa, con chẳng thấy đoan tượng, con chỉ thấy Như Lai đang nằm. À, vậy là Phật, quý vị thấy những bậc pháp khí trả lời hay không? Nam Tuyền hỏi cái nguyện đoan tượng như thế nào? Thì Ngài nói rằng Ngài chẳng thấy cái nguyện đoan tượng, mà hiện tại Ngài chỉ thấy Như Lai đang nằm. Bây giờ thì Ngài Nam Tuyền là hỏi tiếp, ông là Sa Di có chủ hay không chủ? Cái câu này có nghĩa là ông là một người thọ giới Sa Di, nhưng mà có bổn sư hay không? Ừ, có chủ hay không có chủ? Và cũng có nghĩa là ông đã hiểu được cái bản tâm của ông hay chưa? À, câu này nó nhiều nghĩa lắm. Sa Di có chủ hay không chủ? Một vị Sa Di có chủ là một vị Sa Di đã thấy được cái bản tánh của mình, thấy được cái nguồn gốc, cái tâm của mình, à, cái như kêu là bổn lai diện mục của mình, kêu là có chủ. Mà một vị Sa Di mà chưa có thấy được cái bổn lai diện mục của mình thì gọi là không chủ. Ở đây là một cái ngụ ý rất là sâu xa, bởi vì như tất cả quý đại chúng biết là thiền tông, ngụ ý của thiền tông sâu xa vô cùng. Nhưng mà cái sự sâu xa này nó rất hay. Tại sao rất hay? Là tại vì một câu hỏi, quý vị có một tri kiến thấp, quý vị sẽ hiểu trong cái phần thấp. Quý vị có tri kiến trung bình, quý vị sẽ hiểu trong cái tri kiến trung bình. Và ngược lại, quý vị có một cái sự tri kiến thắng diệu thì quý vị sẽ hiểu được trong cái sự mà thắng diệu. Ừ, Di Đà Phật. Thành ra công án giống như là một cái liều thuốc vậy. Nó cho và tất cả mọi người đều được nhận cái liều thuốc này. Và tùy theo cái thể chất của mình, có người thì có thể dùng cái liều lượng ít, có người có thể dùng liều lượng nhiều, và có người có thể dùng hết cái liều lượng mà mà thiền sư Nam Tuyền cho. Bây giờ thì đại sư Triệu Châu thưa, con là Sa Di có chủ. Nam Tuyền hỏi tiếp, chủ ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị thấy những vị thiền sư mắt rất là sáng. Khi mà hỏi ông là Sa Di có chủ hay không chủ, thì Ngài Triệu Châu thưa, con là Sa Di có chủ. Có nghĩa là con là cái người đã hiểu được cái bản tánh rồi đó. Thì ông Nam Tuyền ông đâu có bỏ đâu. Thay vì tới đó là ông Nam Tuyền, những vị thiền sư khác người ta bỏ qua. Nhưng ở đây Nam Tuyền hỏi tiếp, chủ ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái công án thiền tâm hay không? Rất là hay phải không? Đại sư Triệu Châu thưa, giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Triệu Châu lái hay không? Nam Tuyền hỏi rằng cái chủ của ông ở chỗ nào, thì thay vì Triệu Châu thưa chủ tôi như thế này như thế nọ, thì ở đây Ngài nói giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những công án mà của những vị thiền sư đối đáp với nhau, nó vượt ra cái ngoài tầm ngôn ngữ, nó vượt ra ngoài cái tầm mà hiểu biết. Qua sự đối đáp như trên thì thiền sư Nam Tuyền cho phép đại sư Triệu Châu gia nhập vào trong đại chúng. Bởi vì khi mà quý vị hành khước đến một cái đạo tràng nào để tu học thì đầu tiên quý vị phải gặp vị trụ trì đó. Và qua cái sự mà hành trạng cũng như qua những cái tư chất mà quý vị đối đáp qua với nhau, thì cái vị thiền sư đó có thể nghĩ rằng quý vị là những bậc pháp khí, thì cái vị thiền sư này thâu vào trong cái đạo tràng và cho quý vị nhập thất để mà tu học. Mà bằng ngược lại, vị thiền sư thấy rằng cái vị này về cái thiên tư Phật pháp không có thể liễu ngộ được, thì cái vị thiền sư này sẽ chỉ quý vị đến những cái vị mà nó vừa cái tầm của học đạo của quý vị. Ở đây là những cái vị thiền sư họ đã minh tâm kiến tánh rồi. Thành ra tâm thể họ rất là bao quát. Họ có những cái nhìn rất là sắc bén. Khi họ nhìn một cái người đệ tử mới vừa nhập môn, họ biết rằng cái người đệ tử này có thể rằng đi trong cái dòng pháp của họ được hay không. Hay là người đệ tử này có thể đi qua một cái giáo pháp khác. Thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như thiền sư Thiên Nhiên. Khi mà đầu tiên mà Ngài đi đến để mà gặp Mã Tổ,
Thì khi đi vào trong cái đạo tràng của Mã Tổ, thì bây giờ Ngài đang đội một cái khăn quấn ở trên đầu. Ngài mới dở cái khăn lên để cho Mã Tổ nhìn cái chân tướng của Ngài. Thì khi Mã Tổ nhìn thấy Thiền sư Thiên Nhiên thì Mã Tổ nói ngay: ta không phải là thầy của ngươi, Thạch Đầu Hy Thiên mới là thầy của ngươi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm của những vị thiền sư mà họ đã ngộ được cái chỗ mà minh tâm kiến tánh thì cái sự thấy của họ rất là sáng suốt. Chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì có những vị chưa minh tâm kiến tánh, thấy Phật tử đến để mà quy y làm đệ tử của mình, không có khảo sát, không có biết trình độ của đệ tử của mình, rồi cứ nhận nhận mà rồi không chỉ dạy đến nơi đến chốn. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng khi mình làm một bậc thầy mà mình đi chỉ dạy cho những người đệ tử mình thì cái trách nhiệm của vị thầy rất là lớn. Mình phải biết rằng mình có kham nổi hay không, chứ không phải là mình là cái người mà còn vô minh rồi thấy những người đệ tử đến mà gia nhập mình lại thâu nhận họ vào. Như vậy thì quý vị cho những người đệ tử mình được cái gì? Chính quý vị còn từng bước dò dẫm đi trên con đường đạo mà dám thâu nhận cả trăm cả ngàn những vị đệ tử. Như vậy thì quý vị thấy rằng chính quý vị có tội. Tội như thế nào? Là tại vì mình đang vô minh, mình chưa thấy được cái sự sáng, mình chưa ngộ được cái lý vô sanh, vậy mà mình dám nhận những người đệ tử để mình chỉ dạy. Đó là một cái lỗi rất lớn trong Phật Pháp. Và như vậy vô tình quý vị chặt đứt đi những cái truyền tông, những cái thiền tông nó đã có từ nhiều đời. Chẳng hạn bây giờ thầy thí dụ thôi. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ trong một cái đạo tràng có 2.000 người. Nhưng mà với thầy 2.000 người mà không hiểu thiền tông, không hiểu cái pháp tu, không hiểu Phật Pháp, thì thầy chỉ chọn một người mà họ hiểu được Phật Pháp. Đó là với thầy là như vậy. Bởi vì cái quan trọng của thầy là trên con đường tu thầy chọn một người để chi? Để những người đó sau này họ có thể thay thế thầy, họ có thể thay thế chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai mà họ truyền dương cái Phật Pháp. Bây giờ thì Đại sư Triệu Châu được Ngài Nam Tuyền cho nhập vào ở trong chúng và cho nhập thất. Một hôm Ngài Triệu Châu đang đứng hầu Thiền sư Nam Tuyền thì Ngài thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, con xin hỏi Hòa Thượng, thế nào gọi là đạo? A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu hỏi của những vị thiền sư nó rất là bình thường, phải không? Khi mà đã xuất gia rồi thì phải biết đạo là gì rồi chứ. Nhưng mà ở đây Ngài Triệu Châu vào trong cái đạo tràng này rất nhiều năm mà Ngài vẫn còn hỏi câu: bạch Hòa Thượng, thế nào là đạo? Thì bây giờ Thiền sư Nam Tuyền đáp rằng: tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu thưa hỏi tiếp: con có thể tiến đến đó được chăng? Như vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi của Đại sư Triệu Châu là hỏi con đường dẫn vào trong cái bản tâm. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì ở đây Ngài Nam Tuyền nói bình thường là đạo. Có nghĩa là sao? Bình thường là đạo như thế nào? A Di Đà Phật. Tất nhiên là đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ. Phải không? A Di Đà Phật. Thì bình thường tâm thị đạo mà, là cái chỗ này. Nhưng mà thật sự ra chúng sinh thì không có bình thường tâm thị đạo. Bây giờ để thầy trình bày để cho quý vị thấy rõ ràng. Những cái bậc thiền sư ngày xưa khi các ngài sống trên núi non, khi mà các ngài đói thì các ngài lấy những cái hạt dẻ, những cái lá rừng các ngài ăn. Khi khát thì các ngài uống nước suối. Các ngài ngủ ở trong những cái hang động rất là thiên nhiên. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình cũng bắt chước quý ngài nhưng mình làm không được. Tại sao vậy? Đói mình ăn, nhưng mà ăn của mình là mình phải chọn lựa thức ăn. Phải không? Thức ăn nào mà không ngon thì bữa đó là mình chỉ cầm đũa, mình già dài cái giá cơm cái mình buông xuống. Tại thức ăn không ngon, thành ra mình đâu có ăn nhiều. Phải không? Khi mà khát á, thì các vị thường thiền sư uống nước suối. Có nhiều khi nước mà có trộn bùn, các vị phải lọc nước đó rồi các ngài uống rất là bình thường. Nhưng mình thì không được. Uống là phải uống nước lọc, nước suối lọc, hoặc là uống những cái nước ngọt, những cái nước mà trái cây thơm bổ gì mới chịu uống. Phải không? Các vị thiền sư á, bình thường tâm thị đạo, nằm xuống không có một cái tư tưởng nào dẫn dơ trong tâm, thành ra các ngài nằm xuống là các ngài nghĩa là vào trong cái sự an tịnh ngài. Nhưng mà ngược lại ở thế gian bây giờ thì nằm xuống ngủ không được,
Tại sao vậy? Quý vị rất là nhiều cái sự lo lắng, trăm chiều vạn lối mà quý vị lo. Thành ra cái tâm bình thường của mình không có, phải không? Đó, cái chỗ tâm bình thường mà Nam Tuyền muốn nói là cái chỗ mà các vị thiền sư thực hành được, mà chính mình không thực hành được. Thì bây giờ Ngài Triệu Châu thưa hỏi rằng như vậy thì con có thể tiến đến cái chỗ mà tâm bình thường được không? Thì thiền sư Nam Tuyền đáp rằng, nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, quý vị thấy hay quá ha. Thấy tâm bình thường mà đà là đạo rồi. Nhưng mà bây giờ Ngài Nam Tuyền lại thêm một câu nữa. Nếu ông suy nghĩ để tiến đến là trái với đạo. A-di-đà-phật, quý đại chúng có thấy cái câu này hay không? À, thầy mong rằng quý đại chúng nghe rồi quý vị thấy nó rất là hay. Rất là hay. Nếu mà ông suy nghĩ để ông tiến đến được cái tâm bình thường, như vậy là ông trái với đạo. Như vậy thì làm sao được tâm bình thường? Như vậy là cái tâm bình thường là cái tâm mà tự do, tự nhiên, tự tại. Chứ còn mình suy nghĩ để bắt buộc nó phải làm như vậy là quý vị đã đi sai rồi. Quý vị đã cố gắng là đưa cái tư tưởng, đưa cái ý tưởng mình vào đó thì nó đã sai quá rồi. Nha. A Di Đà Phật. Bây giờ thì Ngài Triệu Châu thưa rằng, khi chẳng nghĩ làm sao con biết đạo? Khi mà Ngài Nam Tuyền nói rằng nếu mà suy nghĩ thì trái với đạo, thì Ngài Triệu Châu nói như vậy thì chẳng nghĩ làm sao con biết đạo. A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ ràng Ngài Nam Tuyền khai thị đây. Bây giờ thì Ngài Nam Tuyền khai thị đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Quý vị nghe cho kỹ chỗ này nghe. Đạo chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Biết tức là vọng giác, không biết tức là vô ký. Nếu thật sự đạt đạo thì chẳng có nghi. Dí cũng như hư không, thênh thang rỗng không, đâu có thể nói phải hay là quấy. Quý vị nghe hay không? Quá là hay. Câu này rất là tuyệt, rất là tuyệt nha. Đạo chẳng thuộc biết cũng chẳng thuộc biết cùng chẳng biết. Bởi vì khi mà quý vị dùng cái ý tưởng mà quý vị biết đó, là tất nhiên là vọng tưởng rồi, nó thuộc về vọng giác rồi. Mà quý vị dùng cái tư tưởng để mà ém cái tư tưởng này lại thì quý vị vào ở trong cái vô ký rồi ha. Vô ký là cái chỗ không đó. Còn cái người mà đạt đạo thì cái tâm họ rất là tự nhiên, thênh thang tự tại, không có bị một cái gì ràng buộc hết á. Bởi vì vậy mà Ngài Nam Tuyền nó mới nói rằng nếu thật sự đạt đạo thì mình chẳng còn nghi. Quý vị nhớ cái chỗ này. Ngày nào mà quý vị còn đặt câu hỏi này, cái này có phải là đạo hay không, cái pháp môn này tôi tu đúng hay sai, cái đường này tôi đi đến cái niết bàn hay không, thì tất nhiên là quý vị còn lưỡi nghi. Mà hễ quý vị còn lưỡi nghi thì quý vị chưa đạt đạo. Bởi vì cái nghi chính là cái mà nó ngăn trở trên con đường quý vị đi tầm trên cái đạo quả. Vì vậy mà Ngài Nam Tuyền nói sao? Nếu thật sự đạt đạo thì chẳng còn nghi. Quý vị nghe rõ ràng ha. Mà chuyện thật sự trên cuộc đời này cũng vậy. Khi quý vị còn một cái nghi ở chỗ nào, tất nhiên là quý vị chưa biết nơi đó. Bởi vì quý vị đã biết rõ ràng nơi đó thì quý vị không còn nghi. Phải không? Đúng như vậy phải không? Bởi vì quý vị chỉ mường tượng, quý vị chưa biết rõ thì quý vị phải nghi thôi. À, chẳng hạn người ta nói rằng muốn đi qua ở bên một cái châu nào đó, mình phải qua một cái biển cả như vậy. Thì quý vị chưa tới, quý vị phải có quyền quý vị nghi. Thì ở đây cũng vậy, khi quý vị chưa đạt được cái bổn tánh của quý vị, tất nhiên là bản lai diện mục của quý vị, thì quý vị chưa biết bản lai là cái gì hết, thì quý vị phải nghi, bắt buộc vậy thôi. Nha. Nhưng mà hãy nghi á, thì là không phải đạo. Cũng như dí như là hư không vậy đó, thì nó rỗng rang, mênh mông. Ở trong hư không thì nó đâu có cái nghi hay là cái phải hay là cái không phải, phải không? Ừ, chỗ này hay lắm nha quý đại chúng. Cố gắng nghe để thấy rõ ràng những lời của những bậc mà tôn đức ngày xưa, nó là một cái khuôn vàng thước ngọc rất là hay. Bây giờ thì thiền sư Triệu Châu ngay câu này thì sư đạt được cái ý gì? Sau khi mà thiền sư Triệu Châu đạt ngộ thì sư đến cái giới đàn ở tại Lưu Ly, tại Tung Nhạc để thọ cụ túc giới. Bây giờ với ngày xưa nó cũng giống nhau. Nhiều khi mình tu ở trong cái ngôi chùa đó, nhưng mà trong ngôi chùa đó thì không đủ tam sư thất chứng, mà thì không có thể làm một cái giới đàn để cho quý vị thọ cụ túc giới được. Thì quý vị phải rời khỏi cái chùa của mình đang tu, đi đến một cái nơi mà người ta có thành lập giáo một cái giới đàn sẵn để mình thọ cụ túc giới. Bây giờ cũng vậy, quý vị vào trong tu một trong cái đạo tràng nào mà trong đó không đủ tu sĩ để mà có thể là tam sư mà thất chứng cho quý vị để quý vị thọ cụ túc giới,
thì quý vị lập tức phải có cái giấy mà giới thiệu của bổn sư của mình để cho quý vị đem trình đến một cái đạo tràng đang thọ giới. Ở đây người ta nhận quý vị và người ta sẽ truyền cái cụ túc giới cho. Thì cũng như vậy, mặc dầu ngài Triệu Châu ở với Nam Tuyền, nhưng mà lúc đó chỉ là sa di thôi. Nhưng mà khi mà thọ cụ túc giới thì ngài phải đi đến cái giới đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc mà thọ cụ túc giới. Và sau khi mà thọ cụ túc giới xong thì thiền sư Triệu Châu trở về hầu hạ thiền sư Nam Tuyền. Và chính trong đạo tràng của ngài Nam Tuyền thì Triệu Châu đã được ấn khả. Thường thường khi mà quý vị đạt ngộ đó thì cái vị nào ấn khả cho quý vị là cái vị bổn sư của quý vị, nếu vị đó là một cái vị thiền sư minh tâm kiến tánh. Cái vị này là cái vị, bởi vì những cái vị mà đã minh tâm kiến tánh là sao? Là người đó đã tu đến cái nơi mà giống như quý vị, bây giờ quý vị đang lần mò, cái vị đó cũng lần mò như quý vị. Lần mò mà đến cái chỗ mà không còn chỗ nào mà để đi nữa hết, thì cái vị này đã đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Thì vị này sẽ biết được cái con đường quý vị đi. Vì vậy mà quý vị này là cái người ấn chứng cho quý vị. Vị bổn sư của quý vị là cái người ấn chứng cho quý vị đạt ngộ. Khi mà Triệu Châu thiền sư được Nam Tuyền ấn khả, ngài trở lại Tàu Châu để mà thăm vị bổn sư của ngài. Những người quyến thuộc và bạn hữu nghe ngài về kéo đến rất đông để thăm. Thì bấy giờ ngài bèn đóng cửa thất và nói rằng: lưới ái trần tục không có ngài giúp được. Tôi từ khi xuất gia không muốn gặp lại những người này nữa. Quý vị thấy cái tâm của ngài Triệu Châu không? Ngài luôn luôn là ngài quay vào trong để ngài tu. Do đó ngài không có nhìn những cái lục thân quyến thuộc đến thăm ngài. Tại vì cái cảnh trần bên ngoài thường thường nó hay cướp mất công đức của những người tu. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình tu mà mình ham vui, chùa nào đông mình đi, chùa nào ít mình đi. Như vậy thì mình bị gì? Mình bị cái cảnh trần nó cướp mất rồi. Cái sự buồn vui của mình là do cái cảnh trần bên ngoài, chứ không còn bên trong nữa. Còn những người mà người ta quay trở lại quan sát bản tâm thì cái buồn vui bên ngoài nó không ảnh hưởng gì hết. Như vậy thì quý vị thấy ngài Triệu Châu là bậc pháp khí. Đến đổi mà gia đình quyến thuộc, bạn hữu đến thăm, khi mà ngài trở về thăm cái quê mà ngài đã đóng cửa thất không có tiếp một ai hết. Ngài cho rằng lưới ái trần tục không có ngài giúp được. Nên ngài từ khi xuất gia ngài không muốn gặp lại bất cứ những người thân đó. Tại sao vậy? Là tại vì ngài sợ gặp lại những cái cảnh trần này nó lưu chuyển. Mà khi mà mình gặp lại người đời rồi họ có những cái chuyện rất là thương tâm, hay là họ có những cái chuyện rất là vui, hay họ có những cái chuyện buồn, họ có thể trình với mình, thì lúc đó tâm của mình nó cũng chuyển theo cái hoàn cảnh bên ngoài. Do đó người tu thiền sợ nhất là những cảnh trần bên ngoài. Người tu thiền luôn luôn hướng tâm hướng thượng vào trong bản tâm, hằng thấy bản tâm, thường thấy bổn tánh, mỗi giờ mỗi phút mỗi sát na đều phải sống trong cái bản tâm đó, đều sống trong cái chân như bản tánh đó. Như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Sau đó thì đại chúng thỉnh thiền sư Triệu Châu trụ trì viện Quan Âm. Và cái viện Quan Âm này nó ở tại huyện Triệu Châu. Do đó người thời bấy giờ gọi thiền sư Tùng Thẩm là thiền sư Triệu Châu. Thời gian mà thiền sư trụ trì tại viện Quan Âm thì bấy giờ có vua nước Yên và có vua nước Triệu. Khi mà nghe tiếng ngài đạt ngộ thì đích thân hai vị vua này đến nơi đạo tràng của ngài để mà học đạo. Thường thường thì quý vị là một bậc mà thiền sư mà quý vị chưa minh tâm kiến tánh, quý vị còn sống trong cái ý thức phân biệt đó. Quý vị mà thấy, đừng nói chỉ thấy vua đó, quý vị chỉ thấy hàng mà đại cư sĩ mà có tiền có bạc đến thôi là quý vị cũng tiếp rước rất là nồng hậu. Bởi vì quý vị sống trong cái ý thức phàm phu thì cái ý thức đó nó là như vậy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy khi mà vua nước Yên và vua nước Triệu đến để mà ra mắt ngài, thì bây giờ ngài đang ngồi tiếp khách nơi đạo tràng. Ngài thấy hai vua vào, ngài vẫn ngồi chứ không đứng dậy chào. Bởi vì ông vua nước Yên thì ông cũng còn tánh hơi nóng, khi
khi mà ông thấy ông là một vua một nước, đến mà một vị thiền sư vẫn mà ngồi không có đứng lên mà để mà thủ lễ chào ông, thì ông mới hỏi như thế này. Ông hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, nhân dương đáng tôn trọng, hai pháp dương đáng tôn trọng. Quý vị thấy vua nước Yên hỏi câu rất hay ha. Nhân dương có nghĩa là vua cõi người đáng tôn trọng, hay là pháp dương là vua của pháp đáng tôn trọng. Thì ngài Triệu Châu đáp rằng: Nếu mà ở trong nhân dương thì nhân dương đáng trọng. Ngược lại, nếu ở trong pháp dương thì pháp dương đáng tôn trọng. Như vậy quý vị thấy ngài Triệu Châu đáp với cái tâm nghĩa là không còn một cái sự phân biệt. Ngài đáp một tâm rất là chính xác. Bởi vì nhân dương là vua của cõi người, mà ở trong cái cõi người thì nhân dương đáng tôn trọng. Quý vị thấy rõ không? Mà khi mà quý vị vào ở trong cái chỗ mà đạo tràng của những vị thiền sư thì cái pháp dương mới đáng tôn trọng. Do đó ngày hôm nay hai vị vua mà đến cái đạo tràng của thiền sư Triệu Châu thì pháp dương nó mới đáng tôn trọng chứ. Tại vì cái đạo tràng nó không phải là nhân dương của bên ngoài thế gian. Do đó hai vị vua này vui vẻ kính lễ và đồng thời quy y để mà làm đệ tử ngài và cúng dường. Quý vị thấy không? Một cái vị thiền sư mà đi đến đến cái chỗ minh tâm kiến tánh rồi đó, thì đừng nói chi mà đại cư sĩ đến, kể cả vua đến cũng không nghĩa là đứng dậy tiếp trước. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng không? Khi mà được vua triệu thỉnh 3 lần, ngài vẫn từ khước, ngài không đi. Mà quý vị nên nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng khi mà được bà Võ Tắc Thiên, thấy Võ Tắc Thiên hoàng đế đó, mà triệu thỉnh đó, là bấy giờ đó ngài Thần Tú đang ở tại nơi chỗ cung của bà đó mà hưởng lộc rất là lớn. Mà Thần Tú còn phải nghĩa là cung kính nói rằng: Lục Tổ Huệ Năng là cái người mà được thầy của tôi truyền trao y bát, là cái người mà như là đáng, xứng đáng để mà nhận của cúng dường dường nhân và thiên. Tôi chưa được cái điều đó. Bởi vì vậy mà bà Võ Tắc Thiên hoàng đế bà mới hạ chỉ 3 lần để mà cho sứ giả đến để mà thỉnh Lục Tổ Huệ Năng đến triều. Mà Lục Tổ Huệ Năng ngài vẫn từ khước, ngài nói rằng: Tôi là cái người xuất thân từ trong cái dòng nghĩa là không có coi như cái dòng mà coi như là rất là thấp, và những cái chữ nghĩa của tôi cũng không nhiều, và hơn nữa là cái thân tướng của tôi không có sự tốt đẹp trang nghiêm, vì vậy mà từ chối. Do đó quý vị thấy rằng một cái bậc mà đã đắc ngộ rồi đó thì người ta ở ngay cái đạo tràng và người ta không đi đâu hết. Quý vị muốn thỉnh pháp, muốn nghe pháp, quý vị phải đến. Bởi vì quý vị có nghe pháp, có thính pháp thì quý vị mới có sự đắc giác ngộ, mới có sự đắc ngộ. Do đó những cái bậc thiền sư họ ít bao giờ mà họ ra khỏi cái chỗ thiền viện của họ, hay là họ ra khỏi những cái hang động mà họ đang tu. Vào đời Đường năm 894, vào ngày mùng 2 tháng 11, thì sư không có bệnh, nhưng mà sư nằm nghiêng về phía bên tay mặt, giống như là sư Tử Dương và An Nhiên Thị Tịch. Bây giờ thì Triệu Châu Đại Sư thọ 120 tuổi. Quý vị thấy Triệu Châu Đại Sư thọ tuổi thọ rất cao ha, 120 tuổi. Vua ban pháp hiệu cho ngài là Chơn Tế Đại Sư. Và trong một cái thời gian mà ngài ngồi trên pháp tòa, ngài có rất nhiều công án cho tất cả những đại chúng đến tham học thời bấy giờ. Nhưng mà một công án được ghi chép vào ở trong Bích Nhâm Lục, như thầy vừa trình bày quý vị đó, là có vị tăng hỏi: Thiền sư Triệu Châu là gì? Thì sư đáp: Đông Môn, Nam Môn, Tây Môn, Bắc Môn, A Di Đà Phật. Như vậy thì các đại chúng có hiểu được câu này hay không? Nếu mà quý vị đại chúng trong room hiểu được câu này thì thầy chúc mừng cho quý vị. Và quý vị cố gắng mà an nhiên hộ niệm cái sự hiểu này để giữ cho thân tâm quý vị thường được thanh tịnh và an lạc. Và ngược lại, nếu quý vị không hiểu thì thầy mong rằng mỗi ngày quý vị bỏ ra ít lắm là 30 phút đồng hồ ngồi để coi ngài Điều Triệu Châu nói cái câu này có ý như thế nào. Thì chắc chắn một thời gian khi mà cái nhân duyên, cái thời tiết đầy đủ,
thì quý vị chẳng những quý vị hiểu được cái lời nói của Ngài Triệu Châu, mà quý vị cũng đạt được cái bản tánh giác ngộ vô sinh của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến công án thứ hai. Rồi, thầy mời quý vị nghe công án thứ hai. Công án thứ hai trong cái đạo tràng của thiền sư Hương Lâm thì có rất nhiều những cái thiền sinh đến tham học. Trong đó thì có một cái vị thượng tọa, một hôm trong cái phần tham vấn thì vị này đứng lên và thưa hỏi thiền sư Hương Lâm như sau: Kính bạch hòa thượng, thế nào là ý chỉ của tổ sư từ Tây Thiên qua? A Di Đà Phật. Quý vị thấy công án chưa? Thế nào là ý của tổ sư từ Tây Thiên qua? A Di Đà Phật. Nếu mà những cái bậc mà thường đó thì quý vị sẽ giảng tràn lan đại hải ha. Thì quý vị có thể giảng ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma rời Ấn Độ đi qua đây là cốt ý để mà độ những người hữu duyên, cốt ý độ những người mà có pháp khí, phải không? Thường thường mình giảng như vậy. Và Ngài đi qua bên Trung Hoa là tại vì Ngài thấy Trung Hoa có những bậc tu sĩ đầy đủ pháp khí, và Ngài muốn truyền cái pháp của Ngài để cho cái pháp của Ngài nó không có tịch diệt, nó được, nghĩa là truyền mãi cho đến đời sau. Đó là cái lời trả lời bình thường của những vị thầy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy Ngài Hương Lâm xuống một cái nghĩa là giống như một cái tát vậy đó. Quý vị nghe đây nè. Thiền sư Hương Lâm đáp: Ngồi lâu thấm mệt. A Di Đà Phật. Ông Tăng ông hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Thiên qua ở bên Trung Hoa, mà thiền sư Hương Lâm đáp: Ngồi lâu thấm mệt. Như vậy thì ý của Hương Lâm như thế nào? Ý của thiền sư Hương Lâm như thế nào? Một vị tăng sĩ hỏi cái ý của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Thiên Trúc Ấn Độ đi qua bên ở Đông Độ Trung Hoa là ý của Ngài như thế nào? Ở đây thì thiền sư Hương Lâm trả lời: Ngồi lâu thấm mệt. A Di Đà Phật. Quý vị nào hiểu được câu này cũng là hay lắm á. Có phải chăng là ý của thiền sư Hương Lâm muốn nói rằng 3 năm mà Bồ Đề Đạt Ma ngồi dưới thiền để mà đi từ Ấn Độ qua bên Trung Hoa thấm mệt chăng? A Di Đà Phật. Như vậy thì những công án này là thầy đã nói rồi, nó không có trúng và nó sai. Dài sai, nó tùy theo cái trình độ hiểu biết của quý Phật tử mà nó hiện hành trong tâm quý Phật tử. Ở đây quý vị nào mà hiểu được cái ý thật sự của Hương Lâm, của thiền sư Hương Lâm, thì quý vị hiểu được cái tâm chỉ của thiền tâm, và quý vị thật sự quý vị đã đến cái chỗ mà kêu gọi là không còn chân trời để mà đi. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy nói về thiền sư Hương Lâm. Thiền sư Hương Lâm, tên thật của Ngài được đặt pháp danh là thiền sư Trưng Diễn. Trong cái đạo tràng của thiền sư Văn Môn, có nghĩa là thiền sư Văn Yển, là tổ khai cái dòng Văn Môn. Thì khi mà thiền sư Trưng Diễn đến đây, tổ sư Văn Môn thấy oai nghi của Ngài thích hợp với cái giai thị giả. Do đó mà Ngài Văn Môn cũng như tất cả tứ chúng ở trong cái đạo tràng Ngài Văn Môn mới trình lên với tổ cho Ngài Trưng Diễn được làm thị giả. Và như vậy thì thiền sư Trưng Diễn làm thị giả suốt 18 năm. Quý vị thấy 18 năm để mà theo một cái vị môn chủ, tông chủ để mà học đạo. 18 năm không phải là một cái thời gian ngắn. Người xưa học đạo như vậy đó quý vị thấy không? Còn bây giờ nhiều khi mình tu mới 1-2 năm mà chưa đạt ngộ được ý chỉ gì hết là mình đã rơi rớt rồi. Nhiều khi cái tâm khởi đầu của mình, cái tâm bồ đề của mình nó phát lúc đầu á, nó thấy rằng tu có gì lạ lạ, tò mò đi vào tu rồi thì gặp những vị thầy họ cũng không có được những ý chỉ của thiền tông, thành ra họ biết gì để họ chỉ quý vị tham thiền nhập định. Do đó lâu ngày cái quý vị chán nản. Do đó những cái vị nào mà vào tu mà không có tâm giác ngộ, những vị nào vào tu với cái sự mà kêu là tò mò tìm hiểu rằng pháp môn nó như thế nào, những vị nào mà chưa có phát cái bồ đề tâm để thật sự đi đến cái chỗ con đường giải thoát, thì thầy bảo đảm quý vị cao lắm là chừng 3 năm mà. 3 năm quý vị rơi rớt hết.
quý vị tự động quý vị thối chuyển hết. Vì vậy mà trên đường tu, khi mà quý vị phát bồ đề tâm, một niệm phát ra là quý vị phải phát một niệm giác ngộ. Một niệm phát ra là quý vị phải phát một niệm cứu độ chúng sinh. Như vậy thì cơ duyên quý vị đắc đạo mới có. Còn bằng không thì cho quý vị đi cao lắm là chừng 5 năm là cùng. Quý vị cũng rớt à. Mà nếu quý vị không rớt ra thì quý vị ở trong cái nhà thiền quý vị cũng cũng phạm giới, phá giới, phạm trai à. Không thể nào mà quý vị có thể giữ được hết. Bởi vì trong thiền tông mà quý vị không sống trong cái bản tánh vô sinh đó, thì cái tâm mà cái ý nghĩ của quý vị phân biệt đó, nó làm cho quý vị thối chuyển. Quý vị sẽ sống trong cái cảnh cô tịch, cô liêu, và quý vị sẽ chán đi. Do đó những cái bậc mà thật sự giác ngộ giải thoát, cái tâm đó mới đưa họ vào trong cái sự nhập định. Cái tâm đó mới đưa họ vào trong cái bản tánh vô sinh. Và những người mà họ đã nằm trong cái bản tánh vô sinh rồi đó, thì cái tâm đó kêu gọi là tâm vô phân biệt. Mà cái tâm vô phân biệt đó, thì người đó sẽ không còn cái sự buồn vui cuộc đời nữa. Người đó sẽ là luôn luôn chuyển bánh xe pháp trên con đường vừa mình tu học mà vừa cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà quý đại chúng nếu có tu, đây là thầy nói với tất cả những tâm tình, quý vị có tu, khởi cái tâm đầu tiên là giác ngộ, hiểu rõ cuộc đời là vô thường, hiểu rõ thân tứ đại của quý vị là quyển hóa, một ngày nào đó nó sẽ chết, nó không tồn tại, hiểu rõ tất cả vật báo của thế gian nó chỉ là duy trì trong một cái thời gian ngắn rồi nó cũng qua tay người khác. Quý vị hiểu được những cái vật chất vô thường, hiểu được thân tứ đại của quý vị quyển hóa thì thầy mới mong rằng quý vị thoát được cái bến bờ sinh tử. Chứ bằng không thì quý vị không thoát được. Thành ra giàu trong cái Phật pháp, quý vị có giảng hết 12 bộ kinh mà quý vị chưa đạt được cái bản tánh vô sinh, thì khi quý vị nằm xuống, quý vị trút cái hơi thở sau cùng, quý vị cũng đi trên con đường lục đạo luân hồi à. Con người mà nằm trong cái bản tánh phân biệt của chúng sinh thì làm sao đi vào trong cái chân tâm thanh tịnh của cái tâm vô phân biệt được. Thành ra thầy nói đây là qua một cái sự tâm tình với đại chúng, một cái sự tha thiết của thầy. Thầy mong rằng quý vị đại chúng nếu mà không tu thì thôi, quý vị hãy hưởng phước báo cuộc đời. Quý vị hưởng phước báo cuộc đời. Nhưng mà vào ở trong cái đường tu rồi, mình trở thành một cái bậc tu sĩ rồi, thì mình phải trì duyên, trang nghiêm cái tâm tướng của mình để mà thị hiện độ chúng sinh. Có như vậy thì mình mới có thể trả ơn chư Phật được. Có như vậy thì một kiếp đời của mình ở tại thế gian này nó không uổng một kiếp. Như vậy thì thiền sư Trừng Diễn làm thị giả suốt 18 năm. Và mỗi lần mà ngài Vân Môn gặp sư đều gọi: "Này thị giả Diễn." Thì thiền sư Trừng Diễn thưa rằng: "Dạ." Ngài Vân Môn hỏi: "Cái gì đây?" "A Di Đà Phật." Quý vị thấy thầy trò đối đãi giao ngộ không? Mỗi lần mà thiền sư Vân Môn mà gặp thiền sư Trừng Diễn thì đầu tiên là hỏi thị giả Diễn. Thì khi mà ông thị giả Diễn này ông nghe mà thầy gọi mình thì ông liền dạ chứ có gì đâu. Nhưng mà ông dạ rồi thì thiền sư Vân Môn cũng chưa bỏ qua, ông hỏi: "Cái gì đây?" Như vậy mà suốt 18 năm. Đến một ngày thì thiền sư Trừng Diễn ngài quỳ xuống trước ngài Vân Môn, ngài bạch rằng: "Kính bạch hòa thượng, hôm nay thì con đã hiểu. Hôm nay thật sự con đã hiểu." Thì bây giờ thiền sư Vân Môn nói: "Như thế thì từ đây về sau ta không bao giờ gọi tên của ông nữa." A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái công án của thiền sư Vân Môn cho ngài Trừng Diễn nó quá quá, nghĩa là kêu là bình thường ha. Chỉ gọi tên thôi: "Này thị giả Diễn." Ổng dạ. Rồi Vân Môn hỏi: "Cái gì đây?" Cứ vậy mà 18 năm. 18 năm trong cái ba câu này thôi, chứ không nằm đâu ngoài ba câu này hết. Vậy mà cái câu này nó đã đưa cái tâm của thiền sư Trừng Diễn đến cái chỗ bờ vô sanh. Lạ lùng ha. A Di Đà Phật. Thì quý vị cũng phải cố gắng đi. Cố gắng thì cái gì cũng được hết. Tâm làm chủ vạn pháp. Thành ra khi mà tâm nó đã thật sự nó muốn rồi thì nó phải đạt được. Quý vị nhớ là tâm làm chủ vạn pháp, chứ đừng để thân làm chủ vạn pháp nha. Thân làm chủ vạn pháp quý vị khổ lắm. Tại sao mà thầy nói tâm làm chủ vạn pháp mà không khổ?
Là tại vì quý vị vào trong trong được cái tâm mà vô sanh rồi đó, thì nó không có cái sự buồn vui chi phối nữa, thành ra nó không đòi hỏi gì hết á. Nhưng mà quý vị mà bị thân làm chuyển, thân thân làm chủ vạn pháp á, thì thôi cái thân này nó đòi hỏi đủ hết á, nó đòi hỏi đủ thứ hết á. Do đó mà quý vị để cho thân nó làm chủ thì quý vị sẽ đi vào trong cái đường phàm phu lục đạo luân hồi. Thiền sư Trường Diễn ở với ngài Vân Môn lúc chưa khai ngộ, thì sư tự nghĩ rằng mình ở tại đạo tràng Vân Môn một thời gian rất là